Chương 30, giữ tận xương cốt ra núi cao. Gặp qua chân nhân. Mấy tên đệ tử đã không mình hành lễ. Vân chân nhân nhất định là phát hiện nhiệt trì biến động tới cứu bọn họ, rất dài đêm sắp trôi qua, bọn hắn lập tức có thể chạy thoát rồi. Tiểu hoa nhìn lâm thủ khê liếc mắt. Lâm thủ khê lắc đầu, hạ giọng nói, hắn không phải. Tiểu hoa ư một tiếng, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng như băng. Quả nhiên, Vân chân nhân câu nói đầu tiên liền để những cái kia hành lễ đệ tử toàn thân run rẩy dữ dội, ô! Các ngươi nhận ra ta. Xem ra các ngươi là đệ tử của hắn rồi. Hắn như vân chân nhân như vậy liên hoa tọa. Mặt mỉm cười, chỉ là mang trên mặt hữu ý, thế là cái kia vốn nên tiên phong đạo cốt cười cũng thành lơ lửng ở trên mặt nước bóng loáng, ngán làm cho người khác phạm hoẹ. Hắn mở ra mắt phải. Kia là một cái hư thối sinh lỡ loét lỗ máu. Các đệ tử toàn thân cứng đờ, bọn hắn lúc này mới phát hiện, cái này vân chân nhân sau lưng tản ra cuồn cuộn hắc khí, cổ của hắn cùng trên cánh tay, vậy hiện ra nhàn nhạt thi ban. Ngươi rốt cuộc là ai? Đệ tử sợ hãi đặt câu hỏi. Ta là ai? Vân chân nhân lâm vào vắt óc suy nghĩ, trên mặt hắn mỉm cười càng lúc càng mờ nhạt, ta không biết ta là ai, nhưng ta biết đây là đoạt ta tiên đồng. Giết ta tính mạng người, ta tại trước khi chết khắc xuống hắn dung mạo đây là oán là hận chỉ có đại thù được báo mới có thể tiêu mất các ngươi gọi ta chân nhân chính là đệ tử của hắn biết được hắn còn còn sống ta rất mừng rỡ thật tốt thật tốt vâng chân nhân lời nói như là nói mê trên mặt hắn mỉm cười càng ngày càng đậm hắn nhếch lên từng ngón tay hướng dưới thân mộ bia nói đây là ta mộ phía trên lại chưa sách ta tên nhưng không sao về sau ta cũng không cần nó các ngươi nơi này thì đến đây chứng kiến ta tân sinh, ta cũng biết ở nơi này quần tinh ảm đạm chi dạ ban cho các ngươi vĩnh hằng tử vong. Các ngươi có thể đem tính danh cáo tri cho ta, ta sẽ cho các ngươi khắc vào cái này trống không trên tấm bia. Lâm thủ khê nhìn chầm chầm cái kia màu đen y phục, sắc mặt như tuyết đạo nhân, vô pháp phán đoán thực lực của hắn sâu cạn. Vân chân nhân, vậy chú ý tới hắn, hắn nhìn xem cái này thiếu niên mi thanh mục tú, có chút hăng hái nói, ngươi chẳng lẽ chính là mở ra nghiệt trì chìa khóa. Hắn lại nhìn chầm chầm một hồi, mới tiếc núi lắc đầu, không, giống như không phải ngươi. À, làm sao lại không phải ngươi đây? Chìa khóa. Lâm thủ khê không hiểu, đó là cái gì? Đương nhiên đem chúng ta thả ra chìa khóa. Vân chân nhân, mỉm cười nói, phong ấn sẽ không vô duyên vô cớ đánh vỡ, có đồ vật tiến vào mảnh này nhiệt trì, trên người hắn mang theo chìa khóa ma lực. Lâm Thủ Khê cảm thấy hắn giống như là trả lời cái gì, hoặc như là cái gì cũng không có trả lời. Vân chân nhân, tối nay tâm tình rất tốt, hắn nhìn xem bọn hắn thần sắc mờ mịt, cũng không keo kiệt làm càng nhiều giải thích. Truyền thuyết tại mộ biển Thanh Đồng trước cửa có một thủ vệ chi thần, thần vì một trắng xám cự xà, thủ hộ bí ẩn điện, du tẩu cùng vạn giới mà không trở ngại. Nó là hết thảy, môn, đầu nguồn. Chúng thần suy vong thời đại đến lúc, nó đem chính mình đầu lưỡi cắn xuống ném vào trần thế kia là chìa khóa chui này chìa khóa quá khứ giấu tại thánh quân thông minh điện bên trong sau mất trộm không biết tung tích ta may mắn gặp qua chui này chìa khóa nhớ được khí tức của nó vân chân nhân lộ ra si say thần sắc kia là thần di vật nó có thế huyển hóa ngàn vạn lại chạy không khỏi tiên nhân mắt ta có thể cảm nhận được nó đến rồi nó ở nơi này phiến nghiệt trì bên trong tất cả phong ấn chi môn cùng nhau mở ra cung nghênh nó tiến đến, có thể nó đang ở đâu vậy? Đây là vì ta tân sinh đưa tới lễ vật sao? Vân chân nhân, lời nói nhẹ nhàng quanh quẩn. Không phân rõ thật giả, hắn bốn phía liếc nhìn, nhìn xem một đám đệ tử, tựa hồ đang tìm kiếm trong miệng hắn, chìa khóa. Ánh mắt của hắn tại lâm thủ khê cùng tiểu hòa trên thân dừng lại hồi lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu thở dài. Chìa khóa không ở đây ngươi nhóm bên trong, đã như vậy, vậy liền giết chết các ngươi đi. Vân chân nhân, lời nói lãnh đạm. Hắn phiêu nhiên rơi xuống đất, rút ra trên lưng kiếm gỗ, đôi mắt nổi lên si sắc. Chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì cái gì không đi giết vân chân nhân, mà muốn xuống tay với chúng ta. Lâm thủ khê hỏi. Bởi vì các ngươi là của hắn đệ tử. Giết các ngươi có thể để cho hắn đau lòng. Vân chân nhân cười nói. Hắn sẽ không đau lòng. Lâm Thủ Khê nói. Không có quan hệ. Vân chân nhân cười nhiễm phải một vệt điên cuồng, dù sao. Ta sẽ vui vẻ. Hắn duỗi ra lanh lãnh đầu lưỡi, liếm liếm môi của mình, cùng nhiệt cười, hắn nhìn xem tiểu hòa, bỗng nhiên ồ lên một tiếng, ai, trên người của ngươi giống như cũng có rất quen thuộc mùi, là cái gì đây? Tiểu hòa kiếm đã xuất vỏ, thân kiếm cùng vỏ ma sát mà thành vang động nuốt sống, vân chân nhân, đến tiếp sau lời nói, nàng đường công tại bó sát người đen vấy bên dưới giãn ra. Mỹ diệu mà tràn đầy lực bộc phát, giống như một đầu nhỏ tuổi báo, trong điện quan hỏa thạch liền đánh về phía địch nhân, trong tay kiếm thuận thế mà vung, hồ quang lãnh diễm. Lâm thủ khê đồng thời xuất kiếm, hắn lấy vu gia kiếm pháp thức thứ nhất làm lên tay, trường kiếm lắc một cái, chấn ra phong lôi thanh âm, huy kiếm như roi, hắn kéo theo mấy đạo tàn ảnh hướng phía vân chân nhân lướt đi. Có chút ý tướng nha, vân chân nhân nhìn xem công tới hai người ý cười dạt dào mắt trái lộ ra lắm ta lắm tắm đỏ hắn vung vẩy kiếm gỗ nên đón tiếp lấy cùng hai người đấu lại với nhau đệ tử còn lại nhìn trước mắt trong bóng tối xuyên qua thân ảnh cùng tung hoành sát khí hai mặt nhìn nhau sau đó nhanh chóng tản ra miễn cho bị bọn họ đánh nhau tác động đến bọn hắn vô cùng may mắn trước khi tới đây đã xem phụ cận yêu quái một giết mà không nếu không cái khác yêu tà thừa dịp khe hở công tới bọn hắn chắc chắn trở thành yêu quái món ăn trong mâm vân chân nhân là cùng chân chính vân chân nhân ác đấu qua hắn đem vân chân nhân hết thảy đều tái tạo xuống dưới chiêu thức tới không có sai biệt kia là vu gia kiếm pháp cùng vân không sơn kiếm thuật biến chiêu vậy chú trọng một cái gọn gàng mà linh hoạt hai cái này thiếu niên tại đệ tử bên trong dù đã hạt giữa bầy gà nhưng cái tuổi này cho ăn bể bụng bất quá ngưng hoàng thương bích cảnh có thế thành thành tựu gì vân chân nhân khinh miệt ý nghĩ rất nhanh gặp phải trở lực hắn phát hiện đôi này thiếu niên thiếu nữ đơn độc đến xem cũng không tính là cường đại nhưng hợp lại cùng nhau lại bạo phát ra lực lượng kinh người phản phất bọn họ là từ trong bụng mẹ liền cùng nhau luyện kiếm huynh muội đồng dạng một đường giết tới nơi này hắn cũng là lâm thủ khê cùng tiểu hòa gặp qua mạnh nhất yêu bọn hắn không dám có chút phân thần kiếm khí trong tay phun ra nuốt vào vây quanh vân chân nhân, phi tóc du tẩu. Cùng hắn trong tay kiếm gỗ kích đụng phân hợp, đem quanh mình không khí đều chấn động đến gần sóng nổi lên bốn phía tiếng hót không thôi. Vân chân nhân phát hiện, cảnh giới của thiếu niên này cùng kiếm thuật đều cao hơn một chút, rất nhiều chiêu thức tinh diệu phải làm cho hắn vậy nghĩ tán thưởng, nhưng thiếu nữ này lại là càng khó chơi hơn. Nàng có thể nhìn thấu bản thân tất cả kiếm chiêu, cho dù là vi diệu nhất biến hóa cũng có thể nắm chắc. Nàng một chiêu một thức đều bóp lấy bản thân Vu gia kiếm pháp mệnh môn, phản phất đặc biệt vì này diễn luyện mấy chục năm. Nàng rốt cuộc là Vu gia đệ tử vẫn là Vu gia cừu địch. Thú vị. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng. Thật sự là hậu sinh khả úy, ta vốn cho rằng trăm năm quá khứ, Vu gia sớm nên tàn lụi, chưa từng nghĩ còn có thể ra các ngươi cái này một đôi bích nhân. Vân Chân Nhân mỉm cười không giảm, đáng tiếc chút thực lực ấy là không đủ để chiến thắng ta. Vân chân nhân hướng đông nhìn thoáng qua, thu kiếm, không còn tận lực bắt trước vân chân nhân, mà là bấm một cái cổ quái thủ ấn. Ta không tu kiếm, ta tu thuật pháp. Vân chân nhân mỉm cười mở miệng, cần biết giữa thiên địa, người lấy bút chấm mực viết văn tự, trời lấy quan làm bút sáng tác vạn vật. Tại tiên nhân mà nói, tốt nhất bút chính là âm thanh. Âm thanh vì không chất hữu hình chi thủy, siêu nhiên tại ngũ hành bên ngoài, có thể dung luyện vạn pháp, nguyên nhân. Nói ra nên có pháp theo. Vân chân nhân đứng yên mộ bia phía trên, mũi chân điểm bia sừng, đen váy bị gió thổi được phần phật phất phới, cả người hắn lại như cùng mộ bia đúc lại với nhau, mặc cho cùng phong thổi đến, không nhúc nhích tí nào. Hắn môi động hơi há ra, lấy một loại thanh âm quái dị thi thuật. Trệ! Đây là hắn phun ra âm tiết nhớ nhất, Lâm Thủ Khê cảm thấy Túc Hạ Kiên Thổ biến thành đầm lầy, một lần mềm nhũng xuống dưới. Đem hắn hai chân lâm vào, mà trên tinh thần, hắn cũng có một loại thiên địa điên đảo cảm giác, hoa mắt thần mê ở giữa, hắn khó mà cất bước, hành động gian nan. Đối với đao kiếm chém giết hắn rất thành thạo, có thể đối mặt pháp thuật, Lâm Thủ Khê tạm thời vẫn là xa lạ. Đốt Thanh âm của hắn giống như là một hạt hỏa tinh, văng đến mềm mại thổ địa bên trên hỏa diễm nháy mắt dâng lên, một lần đem hắn vây quanh, trong nháy mắt, hắn tựa như một viên lồng lò bên trong bị ngọn lửa liếm láp đang dược. Đây là ngũ hành lao, hắn là cái ngũ hành pháp sư. Tiểu hòa lạnh lùng mở miệng, đừng cho hắn thi pháp thời gian. Trùng sát ra ngoài. Từng. Lâm thủ khê trấn tỉnh lại, hắn mặc niệm thanh tâm chú khu trừ tạp niệm, màu đen khí hoàng nghịch chuyển, chân khí cọ rửa toàn thân. Hắn lợi dụng tích nước chi thuật khu trừ túc hạ bùng ở giữa sinh ra nước, đạp trên quay về kiên cố thổ địa vọt lên, kiếm hướng phía, vân chân nhân, cao tốc chém thẳng quá khứ. Mệnh nhập nước buồn, phách về lòng lò, luyện ta tạo hóa, khu ta ma chướng. Vân chân nhân chậm ung dung ngâm, hắn phản phất là mảnh thế giới này chúa tể, ngũ hành đạo pháp trong tay hắn lật đổ, biến ảo vô thường. Lâm thủ khê mỗi lần muốn tới gần, trên mặt đất liền sẽ đột ngột thoát ra măng đá ngăn hắn lại tiến công. Mà chân của hắn vừa mới rơi xuống đất. Hóa hình là thủy quỷ liền khoảnh khắc tụ lại tới, lấy móng vuốt đi bắt hắn mắt cá chân, không những như thế, quanh mình không khí còn phi tốc ngưng kết, hóa thành băng lạp, hắn hít vào một hơi, xoan mũi liền có bên trong bị kim loại mảnh vụn thổi qua cảm giác đau đớn. Tiểu hòa bên kia đồng dạng không dễ chịu, nàng bị vây khốn ở trùng điệp thổ lao ở giữa dù hết sức né tránh nhưng cũng không cách nào gần đạo sĩ kia thân vân chân nhân bờ môi không ngừng động lên mảnh này mộ địa là của hắn lĩnh vực hắn tại trong đó tùy ý khoa tay múa chân thế giới đều muốn nghe theo chỉ thị của hắn hành động hắn nhìn xem chật vật dãy dụa hai người càng thêm mừng rỡ lâm thủ khê mỗi lần cận thân lúc hắn cũng có dùng lửa vẽ thành một vòng tròn vân chân nhân chỉ vào vòng lửa làm càng khiêu khích phản phất chỉ cần lâm thủ khê tiếp tục vọt đến, vậy hắn liền trở thành siết thú bên trong toản hỏa quyển, bị thuần phục giả thú. Hắn hư tay múa chân chơi hồi lâu, trải nghiệm lấy trăm năm không có vui thích. Đương thời ta phụng mệnh truy sát cái này phản đồ dư nghiệt, bất hạnh trúng kế. Đạo nhân này giết ta cũng bất quá lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nếu không phải giữa hồ vị thần kia hạ xuống thiên phạt. Ta đã sớm đem vu gia tại cái này vu chút hồ bờ lau đi, đáng tiếc tối nay về sau, ăn hết các ngươi, ăn hết nơi đây bầy yêu, ta liền có thể quay về đỉnh phong. À, còn phải lại ăn hết viên kia chìa khóa. Khổ tận cam lai, chúng sinh chi môn đã hướng ta mở rộng ra. Vân chân nhân càng ngày càng điên cuồng, hắn vùng lấy ống tay áo nhảy quái dị vũ đạo, trong miệng phát ra bén nhọn tiếng cười. Ta biết rõ giết người trước đó nói quá nhiều nói dễ dàng không ổn, nhưng trăm năm chưa từng mở miệng, lúc này quá mức vui sướng thấy ai đều như gặp tri kỷ. Đáng tiếc tối nay vô nguyệt không đàn không có rượu. Nếu không ta cũng không keo kiệt dưới ánh trăng tấu múa, tự thân vì các ngươi tiễn đưa. Vân chân nhân nói như thế, như khóc như cười, chậm chậm rút ra kiếm. Kiếm là kiếm gỗ. Hắn lúc trước từ đầu đến cuối không có vận dụng, một, một hành trình sở hữu sát cơ liền đều tụ tập đến trên thân kiếm. Nó không còn là kiếm gỗ bản thân, mà là sát ý ngưng tụ thành thực chất. Một kiếm này bọn hắn vô luận như thế nào vậy ngăn cản không nổi. Ngay tại hắn muốn xuất kiếm thời khắc, lại một đợt yêu tà triều tại sau lưng bộc phát. Vân chân nhân, trên mặt mỉm cười biến mất, hắn như bị quấy thanh mộng người. Tức giận đến nỗi trận lôi đình. Ôn ao. Hắn huy kiếm trở lại, vùng ra kiếm khí quét qua khắp nơi sang bằng hết thảy, trong chốc lát, từ phía sau sườn đội bên trên bò tới yêu tà bị giết đi hơn phân nửa thay ngang khắp đồng hòa hợp nước buồn lấy ở đâu nhiều như vậy yêu vật vâng chân nhân lẩm bẩm một câu lại đem mũi kiếm xoay chuyển quá khứ đỉnh phong một kiếm đã đi hắn lập tức mất hết cả hứng cũng lười lại cùng bọn hắn chơi đùa tiên nhân hàng chiếu cắt ta thân bào thân như hôi mộc hồn cùng sương cỏ hắn đọc lấy vô danh câu thơ giờ cao có thật kiếm Lâm Thủ Khê cùng Tiểu Hòa thừa dịp nơi khác mới trảm diệt yêu tà kẻ hở. Phá vỡ không có đức hạnh lòng giam, cùng nhau trùng sát đi qua. Vân chân nhân nhìn xem tới gần lợi nhận, cười há miệng, chuẩn bị phun ra áp đáy hồng pháp quyết. Ngũ hành giải thi. Hắn mở miệng yếu ớt, lệnh này một lần, đôi này thiếu niên thiếu nữ trong cơ thể hết thảy đều sẽ vỡ vụn, khoảnh khắc hóa thành không có một chút xíu sinh cơ bầm thay. Vân chân nhân, mở miệng về sau vốn định lặng lặng chờ đợi thi thể vỡ vụn đẹp. Có thế hết thảy đều không có phát sinh. Lưỡi đao còn tại tới gần, bọn hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại. Pháp thuật hoàn toàn không có có sống hiệu. Chuyện gì xảy ra? Vân chân nhân, sợ hãi cả kinh. Ngũ hành thi giải, ngũ hành thi giải, ngũ hành thi giải. Ngũ hành thi giải, ngũ hành sư tỷ vô hình thế giới vô tâm sư tỷ. Hắn không ngừng trống to, rống được thanh âm đều bén nhọn biến hình, có thế pháp thuật không có một chút xíu phản ứng. Cho đến mũi kiếm tới gần, hắn mới giật mình tỉnh ngộ, thanh âm của mình căn bản không có phát ra ngoài. Thanh âm của hắn bị bóp tắt. Là cái gì bóp tắt thanh âm của hắn? Kiếm sắc chặt đứt kiếm gỗ, mảnh vụn bay tán loạn, vân chân nhân đột nhiên thấy được tiểu hòa con mắt, tỏ khắp lấy vụ sắc, lạnh lùng mà xinh đẹp mắt. Hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì? vòng eo đứt gãy, đầu lâu bay lên, thân thể tại một ý niệm bị chém thành ba đoạn. Cổ thân thể này sớm đã là xác thối, cho nên đoạn nơi cổ cũng không có máu tươi phun ra, gỗ mục một dạng đập xuống đất, lâm thủ khê trở tay cầm kiếm, cắm vào hắn đoạn sọ trong miệng, một quấy, miệng lưỡi bị đều quấy nát. Hắn trước khi chết đang nói cái gì? Vì cái gì miệng một mực tại động, nhưng không có thanh âm? Lâm thủ khê hỏi. Không biết ai, có lẽ là dọa thành câm tiểu hòa cười một tiếng chợt che che ngực của mình lộ ra có chút thần sắc thống khổ thế nào lâm thủ khê liền vội hỏi dường như kiếm phát ừ hẳn là tu hành xảy ra chút vấn đề không có gì đáng ngại tiểu hòa khẽ vuốt ngực của mình nói lâm thủ khê không có hỏi tới hắn nói chúng ta đường cũ trở về trên đường ngươi cẩn thận nghỉ ngơi không giết sao không cần Lúc này khắp nơi đều thanh, dù là càng xa xôi yêu quái tụ tập đánh tới, trong thời gian ngắn vậy không đến được cửa đá, bọn hắn có đầy đủ thời gian chờ đợi cửa đá mở ra, rời đi nghiệt trì. Còn dư lại liền giao cho vu gia người đi đau đầu đi. Chỉ là chẳng biết tại sao, rõ ràng đánh bại cái này, vân chân nhân, trong lòng của hắn vẻ bất an vẫn không có nhạc đi. Vách núi bên cạnh một mảnh bùng thác nước bên trong, trọc lưu phun trào, một bóng người từ vẫn đục ở giữa hiện lên. Hổ chi hình. Hắn mệt mỏi quát to một tiếng, niệm động pháp quyết, trong nước bùng tụ lại, lâm thời vì hắn tố thân thân. Thân thể này che kín vết trạng, vết trạng bên trong chảy xuống bùn nhão, nhìn xem vô cùng xấu xí. Vân chân nhân, lòng vẫn còn sợ hãi thở hắt ra. Hắn sờ sờ cổ họng của mình, hồi tưởng đến vừa mới không phát ra được thanh âm nào bộ dáng, trái tim vẫn như cũ cuồng loạn không ngừng. Không. Hắn đã không có trái tim hắn tại sắp bị giết rơi trước lấy thổ lâm thời ngắt thân thân. Dung nạp tàn hồn, nhờ vào đó thoát đi. Lại bị hậu bối làm cho như vậy chật vật. Vân chân nhân thở dài, tại bên vách núi khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bùng nhão trôi như đại hãn. Đánh thẳng ngồi, dưới vách núi có sương mù dâng lên, lại một đoàn yêu tà túy vật viện binh vách tường mà lên, tốc độ của bọn nó rất nhanh, đen nghiệt bò qua đi, giống như là bầy bò cánh cứng. Vân Chân Nhân cảm thấy bọn chúng cực kỳ đáng ghét, thuận tay phất một cái, lại đem những này yêu tà quét đi không ít. Kỳ quái. Vân Chân Nhân lẩm bẩm nói, sườn núi bên dưới không nên là tà quế yêu nhất nghĩ lại chỗ sao? Vì sao bọn chúng ào ào muốn ra bên ngoài tuôn ra? Thấy bọn nó bộ dáng, giống như là tại chạy trốn. Sườn núi bên dưới. Sườn núi bên dưới. Vân Chân Nhân không biết nghĩ tới điều gì, Bỗng nhiên quái khiếu một tiếng không tốt, nhìn xem sườn núi bên dưới lăn lộn sương mù xám, lộ ra vẻ sợ hãi, như giật điện rời đi tỉnh tọa vách núi. Nhưng vẫn là chậm. Sương mù xám bên trong, một con to lớn mà tái nhợt cốt trảo chậm rãi duỗi đến, sương mù tại kia cứng trắng xương tay ở giữa chảy xuôi, dường như rửa sạch đá núi mấy ngàn năm gió. Bẩm sinh uy áp mạnh mẽ cũng theo đó nghiêng đổ tới, nó không giống đến từ trong sương mù, mà như đến từ trên trời người đấy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi bởi vì nó mà bị câu lên. Dù là vân chân nhân đã không có tươi sống trái tim. Bạch cốt cự trảo xé rách mê vụ, bất thiên bất ý rơi vào vân chân nhân trên thân, hắn vô pháp làm ra bất luận cái gì dãy dùa, trong lòng sau cùng suy nghĩ chỉ là tất cả mọi người phải chết, đón lấy, như cự đao ghép lại thành cốt trảo hợp lại, hắn lâm thời bóp thành thân thể nê hoàng giống như bạo liệt, hôi phi yên diệt. Xa xôi chân trời còn chưa nổi lên màu trắng tuyến, bầu trời đen kịt giống như là bát ngát nước động, lộ ra càng tăng áp lực hơn ức thâm trầm. Mà ở cái này hy vọng chi quan sắp tuôn ra đường chân trời trước đó, lớn nhất sợ hãi sớm đến. Đại địa rung rẩy ở giữa, lâm thủ khê, tiểu hòa cùng tất cả đệ tử đều không hẹn mà cùng hướng khe nước phương hướng nhìn lại, tiếp lấy bọn họ trái tim cùng nhau bị chiếm lấy, kinh hãi không thể nói. Kia là uy nghiêm cao ngạo sinh linh xương cốt, nhuộm giữ tận vẻ đẹp như thần điện làm cầu thang rũ xuống hướng nhân gian, khe nước bên trong, cổ chậm rãi nâng lên. Bạch cốt thi hài ngẩng đầu lên sọ, đầu lâu gốc cạnh cao chót vót, như đeo ngân đúc vương miệng, hốc mắt vị trí hình như có máu tươi từ trong hư không tuôn ra, từ một cái điểm đỏ không ngừng khuếch tán, cho đến trở thành cháy hừng hực liệt diễm. Thế là cặp kia con ngươi liền trở thành cô đăng, quân vương giống như lạnh lùng quan sát thế gian. Nó thân thể giải động, từ trong liệt cốc leo ra, bộ kia to lớn khung xương cũng đã không hoàn chỉnh, trên đó giống bị cự phủ quét qua, hai cánh tàn tạ, xương cốt không trọng vẹn, cho dù là ở giữa xương sống vậy hiện đầy vết trạng. Khi bạch cốt tạo thành dàn khung bên trong, thình lình phơi bày một viên to lớn khối u giống như trái tim, mạch máu kinh mạch lít nha lít nhít bố tại viên này trái tim mặt ngoài, giống như là hút máu côn trùng, trái tim bốn phía sinh trưởng ra dây leo giống như mềm dẻo xoắn gấp cơ bắp. Đem cố định tại bạch cốt bên trong, hữu lực đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động lấy. Trái tim tiếng như sấm rền, truyền đi rất xa, tỏ rõ lấy nó tân sinh. Lâm Thủ Khê từng tại Tiểu Hòa trong miệng từng nghe nói sự tồn tại của nó, nhưng nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đều sẽ không như vậy sinh mệnh lại lưu tồn ở thế gian. Nhân loại tu chân giả trong thế giới này có hai cái lớn nhất tử địch, tà linh cùng sát rồng. Tà linh phong ấn tại biến cả, sát rồng chôn sâu tại đại địa đợi những này cổ lão chi vật triệt để thức tỉnh, nhân loại sẽ rơi rụng về chân thật trong cơn ác mộng. Kia là hiển sinh cuốn báo trước tai họa ngập đầu. Chạy. Cùng phong chạm mặt tới, tiểu hòa nắm lấy lâm thủ khê tay, hơi há ra tái nhật môi, chỉ phun ra một chữ này. Chương 31, Long Hành Tại Giả Gió lốc càng quét qua đại địa, Sương mù xám phun ra hẻm núi, từ thời đại thái cổ liền ngủ say thương long tại vũng bùn ở giữa khôi phục, nó nhảy lên cự lựu tự như tâm, thiêu đốt lên hỏa diễm giống như đồng. Lợi trảo cứng cấp hữu lực lên xuống, những nơi đi qua đều nhấc lên vòng xoáy tự như gió, cứng trắng nham thạch bị dễ dàng giẫm nát, thiết thụ cũng bị từng mảng lớn phá hủy. Bộ thân thể này ngủ say quá lâu, như cũng có chút trì độn, nó có chút mờ mịt nhìn qua thế giới, vạn vật bị nó mang theo gió lớn thổi cúi đầu so ra mà nói, vân chân nhân thi triển ngũ hành thuật pháp tự như trò đùa. Lâm thủ khê cùng tiểu hòa tại nghiệt trị đại địa bên trên phi nước đại, bọn hắn thân ảnh như bay, chưa từng như này nhanh hơn. Đây là bọn hắn không có khả năng chiến thắng địch nhân, mạo hiểm phản kháng sẽ chỉ bị tùy tiện nghiền nát. Đệ tử còn lại có tại vân chân nhân xuất hiện thì liền chạy chạy, có thì cùng sau lưng bọn hắn cùng nhau đào mệnh, trên mặt bọn họ lộ ra mảnh liệt sợ hãi, trong miệng kêu to lại bị thật lớn phong thanh ép tới lâm thủ khê cùng tiểu hòa cùng nhau phi nước đại dẫn theo một hơi nửa điểm không dám chậm lại hai người ngẫu nhiên liếc liếc mắt đông phương nhìn thái dương khi nào dâng lên kia là nghiệt trì cửa đá mở ra thời điểm chờ chút qua cầu treo bằng dây cáp tách ra chạy lâm thủ khê lớn tiếng gào thét con rồng kia thi leo ra nước hạp về sau là hướng phía bọn hắn cái phương hướng này đi tới, bọn hắn như tập hợp một chỗ, rất có thể bị tận diệt, mà cầu treo bằng dây cáp về sau chính là mảng lớn rộng lớn hoang dã, chạy tứ tán có lẽ còn có đường sống. Bọn hắn chạy được cực nhanh, nhưng như cũ không thể thoát khỏi sau lưng bước tới sát ý, đầu này to lớn sát rồng còn tại thích ứng mới vừa từ tầng đất ở giữa kiếm ra thân thể. Động tác lộ ra chậm chạp. Nó đưa thon dài cái cổ, kéo lấy tàn cánh đuôi dài, ánh mắt nhìn phía nam, căn bản không có đến xem chạy trốn các thiếu niên. Nhưng các thiếu niên dù cho không bị nhìn chăm chú, vẫn như cũ khả năng bởi đó mất mạng. Đã có đệ tử vô ý trượt chân, chưa thể đuổi theo đội ngũ, không đợi bò lên liền bị sau lưng đập tới đoạn một toái nham đánh trúng, ngã xuống đất không dậy nổi, tại trong tiếng kêu thảm bị nghiền nát xương cốt, dẫm thành một vũng máu tương. Tất cả mọi người tại mệt mỏi, căn bản không rảnh bận tâm người bên ngoài. Lâm thủ khê thể nội, viên kia màu đen khí hoàng gia tóc xoay tròn lấy. Bạch đồng hắc hoàng kiếm kinh nếu có cảm ứng, tài chính mình linh mạch bên trong nhảy cẩn lên, hắn chân chính kinh mạch cũng bị dẫn động tới cuồng loạn, từ nơi sâu xa, hắn còn muốn muốn dừng bước lại, đi trực diện kia phá hủy hết thảy cổ thần. Đây chính là sát trồng. Tiểu Hòa lời nói chặt đứt tâm tình của hắn. Bọn chúng rốt cuộc là từ đâu tới? Lâm thủ khê cùng nàng giữa khu rừng bay tán loạn, nhanh chóng trao đổi. Không biết, bọn chúng là thượng cổ thời đại liền sống sót thần linh, tại hiển sinh cuốn ghi chép bên trong, bọn hắn sinh trưởng tại tà linh chưa cuộc khởi niên đại. Từ xưa đến nay chính là đại địa vương. Tiểu Hoa ngữ tốc nhanh chóng, xuất ngôn lại là rõ ràng, đã nhiều năm như vậy, bọn chúng dù là mất đi huyết nhục nhưng như cũ còn sống. Bọn chúng là tươi sống mà bạo ngược hóa thạch, trên thân không biết cất giấu như thế nào bí mật xác trồng không có cách nào bị giết chết sao lâm thủ khê hỏi có tiểu hoa chắc chắn nói đưa nó trái tim đâm trách đem trọn phó bạch cốt ngâm mình ở thần trọc bên trong dạng này nó liền không cách nào nữa thức tỉnh nếu không dù cho đâm xuyên nó trái tim nó vẫn như cũ sẽ xảy ra mọc ra một viên mới tâm thần trọc là cái gì về sau lại cùng ngươi giải thích dạng này bạch cốt quái vật rất nhiều sao Lâm Thủ Khê chưa hề nghĩ tới trên đời lại có sinh mệnh lực như vậy ngoan cường tồn tại. Mất đi lân giáp huyết nhục, ngũ quan cơ quan nội tạng yên nguyên có thể sống sót, không có cơ bắp dẫn dắt xương cốt khớp nối, vẫn như cũ có thể bộc phát ra như vậy kinh thế hải tục lực lượng. Nhân loại huyết nhục thân thế muốn thế nào mới có thể cùng chống lại? Không nhiều, tương phản, số lượng của bọn họ cực kỳ thưa thớt, gần đây trăm năm qua khôi phục sát rộng cũng bất quá mười mấy đầu. Tiểu Hòa trả lời như đau gió từ sau lưng cắt đến bản năng cầu sinh thôi động bọn hắn phi nước đại phế tích rừng rậm đầm lầy may mà lúc trước tàn sát qua khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh không có yêu quái bỗng nhiên xuất hiện ngăn cản bọn hắn đường đi đào vong coi như thông thuận có thế dù là như thế mệt nhọc một đêm chân khí trong cơ thể khó tránh khỏi không tiếp nơi này khoảng cách tường trắng còn thực sự quá xa phần lớn người căn bản là không có cách bảo trì tốc độ như vậy chạy trở về chờ qua tường trắng, nó còn có thể đuổi theo sao? Lâm Thủ Khê hỏi. Tường trắng nặng nề như núi, nó trong thời gian ngắn phá hủy không được. Tiểu Hòa nói. Vu gia có có thể giết chết nó người sao? Không có. Tiểu Hòa lắc đầu, chỉ có thần Sơn cùng vương điện những tiên nhân kia phía trên chí cường giả, mới có cùng những này rồng cổ đại thi chính diện chống lại lực lượng, bất quá không quan hệ, Vu gia có thể chơi chết nó. Giết thế nào? Vu gia có thể ở Vu Chúc Hồ bên cạnh 300 năm không ngã, nguyên nhân rất lớn chính là Vu gia bản thân liền là một kiện binh khí, một cái đủ để giết chết tìm thường long thi binh khí. Nó là tìm thường long thi sao? Phải. Tiểu Hòa giải thích, sát trồng lực lượng cũng có trắng lục tử kim xích chi phân. Chỉ bất quá, bọn chúng sắp xếp là điên đảo, trắng xám là trong long tộc cao quý nhất nhan sắc, có được trắng xám đồng mới là chí cường chi long đầu này xích đồng cổ đại thần minh đã có được như thế nghiền ép lực lượng, kia trắng xám đồng thần minh nên bực nào quái vật. Lâm thủ khê nhất thời khó có thể tưởng tượng. Sát trồng xương cốt không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế lợi nhận, nó tại sao lưng quét ngang lấy hết thảy, nếp uống đại địa bởi vì nó đến mà trở nên vung vứt. Khí hoàng tại thể nội nghịch chuyển, chân khí tại linh mạch lưu động, lâm thủ khê nghe tim đập của mình. Xung quanh sự vật phi tốc lui lại, phía trước tầm mắt ngược lại là càng thêm khoáng đạt cô treo ở sông lớn bên trên cầu treo bằng dây cáp xuất phát từ xuất hiện ở phía trước lâm thủ khê nhưng không có nửa điểm vui sướng tương phản thần sắc hắn chấn động quát lên dừng tay cầu treo bằng dây cáp kia bưng vương nhị quan cùng kỷ lạc dương vừa lúc đứng ở đó bọn hắn hoảng sợ nhìn xem kia trong sương mù dày đặc hiển hiện to lớn hài cốt rút kiếm ra đang chuẩn bị chặt đứt cầu treo bằng dây cáp kỷ lạc dương nghe tiếng quát hắn thể xác tinh thần chấn động, trông thấy đầu kia chạy như điên tới mấy vị thiếu niên thiếu nữ. Dẫn đầu chính là lâm thủ khê cùng tiểu hòa. Hắn xuất kiếm tay chậm lại. Vương nhị quan đã bị sợ choáng váng, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp huy kiếm chém ra ngoài. Tranh, kim loại va chạm thanh minh vang lên, lại không phải kiếm cùng dây sắt chạm vào nhau. Lâm thủ khê chẳng biết lúc nào cầm cung nỏ, kéo dây cung nhập rảnh nhắm chuẩn chụp vịn một mạch mà thành, mũi tên sắt kích xạ ra ngoài, tại kiếm chưa chạm đến dây sắt trước đó tinh chuẩn đụng vào mũi kiếm, đem kia chém cầu một kiếm bắn ra rồi. Vương nhị quan hổ khẩu chấn động, quá sợ hãi phía dưới suýt nữa cầm kiếm bất ổn, rơi vào sông lớn. Hắn ngẩng đầu, còn chưa nói chuyện, lâm thủ khê cùng tiểu hòa đã lên cầu treo bằng dây cáp, phi thân chạy đến. Ngươi! Các ngươi làm sao tại kia? Vương nhị quan ngơ ngác nói một câu, bọn hắn đã phi tóc vượt qua mấy chục trường khoảng cách đi tới bên cạnh hắn kia rốt cuộc là cái gì Kỷ lạc dương nhìn qua đâm trách sương mù xám mà đến cự thú run giọng hỏi lâm thủ khê không có thời gian giải thích càng nhiều hắn trở lại nhìn lại mấy tên khác may mắn còn sống sót đệ tử vậy lần lượt qua cầu đá bọn hắn từng cái mặt như giấy vàng một đường toàn lực chạy trốn bọn hắn không ngừng đổ mồ hôi mồ hôi lại bị gió lớn nhanh chóng thổi khô chân khí tiêu hao cảm nếu lấy ngũ tạng lục phủ, mãnh liệt khó chịu khiến cái này đệ tử nôn khang. Các ngươi đi mau. Phân tán ra đi, chưa hẳn nhất định phải đi cửa đá, nghiệt trì rất lớn, tìm chỗ ẩn thân cũng có thể, đầu này sát rồng mục đích tựa hồ không phải giết người. Lâm thủ khê đối bọn hắn nói chuyện, đợi tất cả mọi người qua cầu về sau, hắn mới rút kiếm mà ra, một kiếm đem cái này cầu treo bằng dây cắp chặt đứt. Cầu dây rơi xuống, như cự roi rút nhập trong hồ, sống biển kích thích các đệ tử liền vội vàng gật đầu cũng không kịp cáo biệt kéo lấy mệt mỏi thân thể tứ tán ra giống như là cổ đại quý tộc yêu thích săn giết trò chơi giờ phút này bọn hắn liền bị vây quanh ở trong lòng cường đại nhất liệp sát giả đã đi ra bọn hắn nhất định phải đào vong không ngừng đào vong thẳng đến cửa lòng sắt mở ra còn thất thần làm gì các ngươi cũng mau chạy a à. vương nhị quan đối bọn hắn hô to hô xong về sau hắn liền hối hận, để bọn hắn ngốc đứng hấp dẫn xương kia yêu quái lực chú ý không phải càng tốt hơn, vừa vặn có thể cho hắn tranh thủ chạy trối chết thời gian. Hắn cũng không đợi lâm thủ khê làm cái gì trả lời. Nhanh chân liền chạy. Kỷ lạc dương vậy nhanh chóng đuổi theo, hắn cũng sẽ không đem chính mình mệnh nói đùa. Lâm thủ khê cùng tiểu hòa vậy chọn một cái không có người lựa chọn phương hướng bắt đầu đào mệnh, chạy một trận về sau, bọn hắn cùng nhau hướng phía sau nhìn lại con rồng kia thi đã đi tới rộng mấy chục trượng cầu gãy trước. Lâm thủ khê lúc này mới phát hiện, đầu này sát rồng hai chân là không trọn vẹn, sợ dĩ nó hành động chậm chạp, mà cái này đường sông cực trọng, nó chưa hẳn có thể vượt qua đến. Quả nhiên, sát rồng nhảy lên, kia tái nhật hài cốt không chịu nổi gánh nặng. Tại nửa đường liền rơi vào đường sông ở giữa, tóe lên sóng lớn. Cũng không đợi bọn hắn buông lỏng một hơi, lại là một thân ầm ầm nổ vang, phía dưới ao nước nổ tung xác rồng phe phẩy cánh xương lại từ phía dưới bay lên cổ dài cùng đuôi dài trên không trung lơ lửng hợp thành nửa vòng tròn phát họa lấy trắng xám yêu dị vẻ đẹp nó cánh màng rõ ràng sớm đã ăn mòn hầu như không còn nhưng khi nó vỗ cánh xương lúc gió lại như quân thần giống như lấy được triệu hoáng hội tụ đến hư vô cánh màng phía dưới đưa nó toàn bộ thân thể đều nâng lên phía dưới dòng sông thụ cụ phong ảnh vang cũng tạo thành ngút trời vòi rồng nước tiếng vang oanh minh bạch cốt cự long không còn công kền bò tại mặt đất nó lơ lửng tại không lộ ra uống công nhưng có khí thế chi tư lâm thủ khê có thể tưởng tượng dạng này long tại huyết nhục hoàn hảo đỉnh phong thời điểm hẳn là tung hoành bầu trời cùng lục địa không gì làm không được không chỗ nào không địch nổi chúa tể mà nó lại vẫn là cổ long bên trong yếu nhất một nhóm nó vọt lên bờ hai chân một lần nữa chạm đất cổ dài chuyển động hướng phía phương hướng của bọn hắn nhìn sang Lâm Thủ Khê cùng Tiểu Hòa vừa lúc trốn đến một cái xuống dốc. Bọn hắn lôi kéo tay, thân thể nửa ngồi trọng tâm dời xuống, thuận bên cạnh sườn núi trượt xuống. Sau lưng truyền tới ánh mắt bọn hắn đều cảm nhận được, nhưng hai người đã xuôi theo sườn núi mà xuống, không xác định nó đến cùng có hay không nhìn chăm chú vào chính mình. May mắn bị nhanh chóng đánh vỡ, địa chấn thanh âm lại lần nữa vang lên, mỗi một khỏa đất cát đều đang rung rẩy. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, tiến bước chân kia là hướng phía tới nơi này. Chúng đệ tử chia rồi đến đường chạy trốn, nó lại đơn độc hướng phía cái phương hướng này đi tới rồi. Tới gần đất lỡ dưới đấy. Bọn hắn hai chân mở ra, thân hình ổn định sau nhảy lên, nhảy vào phía trước khe nước bên trong, dẫm lên trần trụi tại khe nước bên trên tảng đá tiến lên. Sát rồng dù đuổi đi theo, nhưng nó đuổi đến không nhanh không chậm, tự hồ cũng không có cái gì giết chóc dục vọng, chỉ là đơn thuần đối bọn hắn hiếu kỳ. Lâm Thủ Khê điều chỉnh hô hấp, hắn yên lặng tính toán thời gian một chút, chỉ cần kia sát rộng không đột nhiên bạo tẩu, chân khí của bọn hắn là đầy đủ chạy ra nghiệt trì. Lâm Thủ Khê tỉnh táo rất nhiều, hắn quay đầu lại, lại phát hiện tiểu hòa sắc mặt có chút sai. Hắn lúc này mới ý thức được. Từ qua cầu đến nay, tiểu hòa tự hồ một câu cũng không có nói. Thế nào? Lâm Thủ Khê hỏi thăm. Tiểu hòa nhẹ nhàng che ngực, một lát sau mới lắc đầu, không có việc gì. Lâm Thủ Khê cảm thấy một tia bất an, ngươi là mệt mỏi sao? Ta có thể cổng ngươi. Ta không muốn ngươi lưng. Tiểu Hòa cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa, Lâm Thủ Khê hoàng mỹ hỏi đến quá nhiều, chỉ có thể lôi kéo tay của nàng tiếp tục chạy như điên, trên bầu trời lại lần nữa bay lên tuyết, phía trước là một mảnh cổ sư phế tích, phế tích bên trong con dơi bị kinh động, thành đàn bay ra sao huyệt. Hai người vượt qua một mảnh khe nước. Sát trồng to lớn âm ảnh trước trước đất lở sau hiển hiện, nó cúi xuống thiêu đốt đồng, nhìn chăm chú kia trong đêm tối hai cái nhỏ nhặt không đáng kể sâu kiến, nó rõ ràng không có đại não, lại như đang ngẫm nghĩ cái gì. Lâm Thủ Khê biết rõ, bọn hắn đã chạy gần một nửa đường, chỉ cần chia ra cái gì đường rẻ, ứng có thể còn sống chạy đi. Nhưng hắn tâm là loạn. Hắn nắm cái tay kia mềm mại không xương, có chút phát lạnh. Giờ phút này, Sát rồng đang từ dốc cao bên trên thuận thế chạy xuống, tốc độ tăng tốc, giữa bọn hắn thật vất vả kéo ra khoảng cách bị phi tốc rút ngắn, mà khoảng cách này ở giữa hết thảy vậy theo cổ lông đến bị hủy đi. Trước mắt lại là một đạo khe sâu, khe sâu rất rộng, lấy cảnh giới của hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng vượt qua. Tiểu Hoa, chuẩn bị kỹ càng nhảy. Lâm thủ khê dặn dò một câu. Từng Tiểu Hoa nhẹ nhàng lên tiếng, nàng thân thể nhẹ nhàng vọt lên, đôi mắt lại là đóng đi lên. Lâm thủ khê cảm giác mình tay trầm xuống, ý hắn biết đến không ổn, nghiêng đầu sang chỗ khác, lúc này mới phát hiện tiểu hòa mặt như giấy vàng, khóe môi thấm lấy có chút máu, nàng đau đớn khẽ ngâm, giống như là tại sắp hôn mê dãy dụa. Hắn ông lấy tiểu hòa, phòng ngừa nàng rơi xuống khe sâu, nhưng chính là hành động này vậy cản trở hắn nhảy lên. Tới gần bờ bên kia lúc, hắn ông tiểu hòa tình thế hết hắn bỗng nhiên vươn tay, bốn ngón tay một mực chế trụ dốc đá biên giới, cánh tay cơ bắp căng cứng thành chung. Lâm Thủ Khê còn không xác định xảy ra chuyện gì, hắn một tay đào lấy vách núi, một tay ông tiểu hòa vòng eo, hắn đang muốn phát lực thời khắc, sát đồng đủ dẫm đại địa thanh âm tại sau lưng vang lên, dốc đá biên giới bỗng nhiên vỡ nát tan tành, hắn lại bắt không được đáng tin chi vật, ông tiểu hòa hướng khe chỗ sâu ngã đi. Chương 32, sông ngầm sương mù xám thấy tà linh. U khe phía dưới sinh trưởng sương mù dày đặc, liếc mắt nhìn không thấy đấy, dạng này cao độ ngã xuống đi hẳn phải chết không nghi ngờ, huống chi trong ngực hắn ông thiếu nữ, rất khó điều chỉnh rơi xuống đất vị trí. Lâm thủ khê cầu sinh dục rất mãnh liệt. Hắn dán chập trùng vách đá trượt xuống, nhanh chóng đem cung nỏ nắm đến trong tay, nỏ trên tay hắn hoa mắt một nhảy, tiễn lại dạng này một mạch mà thành trên mặt đất rảnh bắn ra, nghiêng cắm vào đối diện vách đá một nửa nhập thạch hắn đạp một cái sau lưng vách tường càng đến đối diện mũi tên đâm ra điểm dừng chân bên trên sau đó lại hướng đối diện vách đá bắn tên như thế mấy lần nhảy ngang về sau hắn xài hết túi nang bên trong mũi tên cuối cùng bình ổn rơi vào khe nước dưới đấy hắn không dám hướng lên bắn tên leo trèo mà lên bởi vì hắn biết rõ xác rồng đã cách bọn hắn rất gần quả nhiên hắn mới ông tiểu hòa chạm đất mặt đất sương mù dày đặc tràn ngập phía trên, mơ hồ treo lên hai ngọn đại đại đèn lồng đỏ. Khe sâu phía trên, xác trồng thò đầu ra sọ, tò mò hướng phía dưới dò xét, đón lấy, nó vương thon dài hữu lực cái cổ, thăm dò vào khe sâu, cao chót vót bạch cốt đầu lâu như vậy vương hướng bọn hắn. Lâm thủ khê ngay cả thở một hơi công phu cũng không có, hắn ông thật chặt tiểu hòa, ở nơi này khe sâu bên trong lội nước phi nước đại. Lạnh. Tiểu hòa khi hắn trên lưng hừ nhẹ. Lâm thủ khê chấn động, hắn rõ ràng cảm giác được, sau lưng dán chặt lấy bản thân thiếu nữ thân thể nóng hổi. Cự lông cổ như đao, từ cấp trên duỗi đến, hai bên vách đá ào ào vỡ vụn lấy rơi vào khe nước, vách núi sụp đổ đuổi theo lâm thủ khê bước chân, hắn chân phát phi nước đại, cơ hồ lăn ba mà đi, nhưng sau lưng nghiêm nghị sát ý vẫn như cũ như dòi trong xương, vô luận như thế nào vậy không vung được. Lâm thủ khê vô cùng căm hận loại cảm giác này. Cho dù là trong tử thành, mộ sư tỉnh bám đuôi đuổi theo, hắn cũng có tuyệt địa phản kháng trong chết cầu sống cơ hội, nhưng bây giờ lấy mạng mà đến, là hắn tạm thời không có khả năng chiến thắng địch nhân, rin phong đã tới sau lưng, trong ốc của hắn thậm chí vô số lần sinh ra xương sống bị chém đứt, thân thể bị cắt mở áo giác. Hắn chỉ có thể chạy, càng không ngừng chạy, chạy đến không chạy nổi mới thôi, chạy đến tuyệt lộ mới thôi. Ý nghĩ này một xuất hiện, vận mệnh liền như cùng hắn mở trò đùa phía trước hạp vách tường bỗng nhiên thu hẹp. Cho đến hòa làm một thể, trở thành ngăn cản đường đi tuyệt lộ, tối như mực một mảnh, không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng. Hắn trái tim đột nhiên dừng lại, nhưng lại lập tức phát hiện, dưới chân nước đang lưu động. Mạch nước ngầm. Lâm thủ khê không kịp nghĩ kỹ, hắn đem tiểu hòa quay lưng vì ông, đâm đầu thẳng vào cuối đường dòng sông bên trong, bấm một cái tích thủy pháp thuật, bỗng nhiên lặn xuống xác trồng đầu lâu cũng ở đây khắc đuổi kịp, bỗng nhiên nhập vào trong nước. Cái này một đập mang theo nặng nề lực lượng, lâm thủ khê sau lưng như bị thiết chùi y đập trúng, toàn thân đau như cắt. Hắn đem tiểu hòa che ở trước người, lấy phi phàm thể phách mạnh cản cái này xung kích toàn bộ lực lượng. Hắn bơi qua một cái dưới đất động đá vôi, bắt đầu tăng lên. Một hơi dùng hết trước đó, lâm thủ khê miễn cưỡng phù đến trên mặt nước, hắn hướng bốn phía nhìn lại, chung quanh là một cái cự đại mà trống rỗng thiên nhiên thạch thất, bốn phương tám hướng trên vách tường lại đinh mấy chục căn cái đinh, mỗi một đoạn cái đinh bên dưới đều ghim một bộ vặn vẹo hài cốt. Lâm Thủ Khê không rảnh đi nhìn những hài cốt này. Đây cũng là ngọn núi ở giữa mật động, kia sát trọng tựa hồ không có đuổi tới. Hắn liền vội vàng đem tiểu hòa đặt ở một khối màu xanh đậm vuông vức nham thạch bên trên, sờ sờ trán của nàng về sau, biền chỉ điểm ra, kích bên trên nàng mấy cái huyệt vị. Ba 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 vài cái tiếng vang bên trong, tiểu hòa thân thể ưỡng một chút, nàng yết hầu khẽ động, lại phun ra một nguồn máu, trắng bệch sắc mặt lại là khôi phục chút. Ngươi tẩu hỏa nhập ma. Lâm thủ khê khốn hoặc nói. Tẩu hỏa nhập ma là một rộng rãi từ, lâm thủ khê nhất thời tìm không thấy càng xác thực chứng bệnh. Là kiếm kinh. Tiểu hòa suy yếu há hốc mồm, ta hẳn là tu kiếm tu ra đường rẻ. Kiếm kinh. Bạch Tuyết Lưu Vân Kiếm Kinh Lâm Thủ Khê đột nhiên minh bạch rồi. Tiểu Hòa Học là hắn cải biên qua Bạch Đồng Hắc Hoàng Kiếm Kinh, hắn đem vô tâm chú tham gia nhập trong đó, lặng yên không một tiếng động trồng mầm móng xuống, vì Tiểu Hòa nếu muốn đối với mình có hại, hắn tùy thời có thể đem phản sát. Nhưng những ngày này ở chung đến xem, Tiểu Hòa đối với mình cũng không có cái gì ác ý, tương phản, bọn hắn quan hệ càng ngày càng tốt nhưng vô tâm chú lại suýt nữa thành cướp đi tính mạng mầm tai họa. Làm hắn tâm càng thêm nhói nhói chính là, tiểu hòa cho dù là bởi vì kiếm kinh xảy ra vấn đề, cũng không có hoài nghi mình. Ngược lại hoài nghi có phải là bản thân tu hành tu xóa. Đừng nhúc nhích chân khí, tin tưởng ta, ta có thể trị hết ngươi. Lâm Thủ Khê nghiêm túc nói. Ừm. Tiểu Hòa trong mũi phát ra âm thanh. Hắn hít một hơi thật sâu, nhanh chóng nhường cho mình tỉnh táo, chỉ điểm một chút ở tiểu hòa mi tâm, bắt đầu điều tra bệnh căn. Quá khứ tại ma môn học qua sở hữu y thuật cùng nhau tràn vào trong đầu, hắn để tiểu hòa nằm thẳng trên mặt đất, vạch ra như điện, lại lần nữa tin chuẩn địa điểm đến tiểu hòa trên thân, tiểu hòa thon nhỏ thân thể càng không ngừng run rẩy hơi hạt dẻ, than nhẹ cạn hư, tự như một đầu bị không ngừng đụng vào mẫn cảm lân phiến trắng. Một lát sau, tiểu hòa thân thể run một cái, nghiêng mặt qua, lại quẹ miệng máu, sắc mặt lại là khá hơn một chút. Ngươi còn biết y thuật. Tiểu Hòa xoa xoa khóe môi máu, mệt mỏi hỏi. Trước kia tông môn dậy qua. Lâm Thủ Khê trả lời. Chúng ta tông môn rốt cuộc là lai lịch gì nha, làm sao cái gì đều dậy. Tiểu Hòa hỏi. Ta gia nhập tông môn tương đối nhiều, nhưng này chút tông chủ bên trong chê ta thiên tư không tốt, liền lại trục xuất đi, vấp phải trắc trở nhiều, sẽ cũng liền nhiều chút. Lâm Thủ Khê gặp nàng sắc mặt quá kém, ý đồ đùa nàng vui vẻ. Đây chính là ngươi gia nhập hợp hoang tông nguyên nhân sao? Tiểu Hoa nhẹ nhàng cười cười. Nàng chống lên thân thể, ngồi xếp bằng, một chút xíu sắp xếp như ý hỗn loạn chân khí. Ta trước kia tu hành chưa hề đi ra vấn đề, cô cô cũng nói ta thể phách rất tốt, hôm nay sao lại thế? Tiểu Hoa nhíu lại lông mày, vẫn là ở nơi này giống như thời khắc máu chốt, Bọn hắn suýt nữa bởi vậy mất mạng. "Ta sẽ dẫn ngươi đi ra." Lâm Thủ khê hỏi một đằng, trả lời một nẻo, có chút chột dạ. "Ừm." Tiểu Hoa gật đầu, nàng muốn nói chút lời cảm kích, nhưng lại thẹn thùng tại mở miệng, liền chỉ nghiêm mặt cúi đầu xuống. Nàng điều tức một lát sau đảo mắt bốn phía, hỏi, "Nơi này là nơi nào? Có xuất khẩu sao?" Giống như chỉ có đầu này dưới mặt đất sông ngầm có thể ra ngoài. Lâm Thủ Khê chỉ về đằng trước ao nước, nói. Tiểu Hoa nhìn xem kia hiện ra lãnh quan ao nước, nói khẽ, như kia ác long giờ phút này đuổi theo, chúng ta chẳng phải là cũng phải chết ở nơi này. Lâm Thủ Khê cũng cảm thấy sợ hãi, hắn nhìn chầm chầm kia ao nước, luôn có một loại kia trong nước hồ sẽ toát ra một cái mắt đỏ cự sọ ảo giác. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng xoa Tiểu Hoa phát, nói, đừng sợ. Tiểu Hoa không có kháng cự, hơi nhỏ giọng ừ một tiếng nó là theo đuổi ta tiểu hòa bỗng nhiên nói cái gì đầu này xác rộng là tới truy ta tiểu hòa nghiêm túc nói ta liên lụy ngươi lâm thủ khê cũng cười ngươi giọng điệu này là muốn bỏ đã làm người để cho ta bỏ xuống ngươi một mình chạy trốn ngươi sẽ sao tiểu hòa nhìn hắn chằm chằm sẽ không vì cái gì bởi vì hành thiện tích đức là khắc vào chúng ta tông môn cửa tổ huấn Ta không cùng ngươi trò đùa." Tiểu Hoa lần nữa nói, "Con rồng kia là truy ta tới, chỉ cần bỏ xuống ta, ngươi liền có thể sống mệnh." "Ta cũng không có cùng ngươi trò đùa, huống hồ." Lâm Thủ Khê thần sắc vậy nghiêm túc chút, "Ta cảm thấy nó là theo đuổi ta." "Ngươi?" "Hừ, truy ngươi?" "Ngươi cho rằng ngươi là ai?" "Thật sự là tự đại." Tiểu Hoa nghiêng đầu đi, không tin được rồi. Lâm Thủ Khê nói là nói thật nhìn thấy con rồng kia bắt đầu từ thời khắc đó, trong đầu của hắn liền nổi lên khi còn bé đeo vẫy đen, vẫy đen mấy kéo trong lòng rung động, hắn biết rõ, cái này rất có thể cùng sát rồng thậm chí cổ lông nhất tộc có quan hệ. Hắn không có giải thích càng nhiều, hỏi, ngươi còn đi được động đường sao? Đương nhiên. Tiểu hòa thử nghiệm đứng dậy, lại là hai đầu gối như nhũng ra, lại ngã hướng trên mặt đất, nàng chán ghét loại này nhu nhược cảm giác, siết chặt nắm đấm, đôi môi đóng chặt cái này dây đỏ. Lâm thủ khê vương tay cổ tay. Hỏi. Đừng giải khai. Tiểu Hòa lập tức nói, ta hiện tại thân thể quá yếu, điều khiển không được phần này. Từ, lực lượng. Lâm thủ khê gật gật đầu, không có hỏi tới, hắn nắm chặt tay của nàng, nói, không có việc gì, ta tiếp tục cổng ngươi, ta sẽ dẫn ngươi đi ra. Ngươi. Tiểu Hòa ngẩng đầu lên, trắng men trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khi như hiện sương mù đôi mắt dần dần rõ ràng, nàng nhìn chầm chầm lâm thủ khê, quỷ thần xui khiến hỏi, người sẽ không phải thích ta a? À? Nàng sau khi hỏi xong liền hối hận, có thể lời nói là tát nước ra ngoài, vô pháp thu hồi. U ám thạch thất ở giữa. Thiếu nữ trong lòng mềm mại một bộ phận như bị đâm trúng, tự hồ hắn chỉ cần tiến lên trước một bước, liền có thể xốc lên giữa hai người xa, đem cái này tuyệt mỹ thiếu nữ chân chính ông vào trong ngực. Lâm Thủ Khê muốn mở miệng, có thể vô tâm chú lại giống như là một cây gai, đem hắn lời nói cắm ở trong cổ họng. Ta. Đương nhiên thích sư mùi. Lâm Thủ Khê thấp giọng nói. Sư mùi. Tiểu Hoa hư lạnh, nói, ngươi rất thông minh, biết rõ ta hỏi không phải cái này. Nàng đợi không đến trả lời, trán thấp xuống, hơi oán giận nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, không cần sinh ra sai lầm tình cảm. Nếu có, sớm làm đoạn mất suy nghĩ đi. thật sao? lâm thủ khê thanh âm rất nhẹ, ta hiểu. người minh bạch cái gì? tiểu hòa khẽ cắn môi. ta minh bạch người ý tứ. lâm thủ khê nói. ta xem người căn bản không rõ. thiếu nữ mỗi chữ mỗi câu nói, mang theo buồn bực ý quay đầu đi chỗ khác. lâm thủ khê không nói. hắn biết rõ, bình thường tiểu hòa tổng đem sự tình giấu ở trong lòng giờ phút này nàng thân chịu trọng thương, tính mạng hấp hối, sinh ra cảm động ngắn ngủi phá tan rồi tâm phòng, chôn sâu mềm mại liền nâng lên, tại nàng giữa lông mày tóc mai bên trên miêu tả ra làm người thương tiếc vận. Hắn cũng biết, giữa bọn hắn còn có rất nhiều hiểu lầm, nhưng bây giờ không phải tùy tiện làm ra quyết đoán thời điểm, bọn hắn cần mau trốn ra ngoài. Lâm thủ khê nhường nàng ngồi ở chỗ đó đừng nhúc nhích, hắn đi phía trước tìm hiểu một lần. Đây là một mảnh thiên nhiên thạch thất, phía trên buông thõng thạch nhũ, phía dưới lại có măng đá đâm ra, nó tới gần sông ngầm, cho nên vậy mang theo nồng đầm thi khí, thi khí bên trong lắng động lấy một nát ý vị. Hắn nhìn về phía trên vách tường trên vách tường từng cổ thi thể, lúc này mới phát hiện, kia đều là thi thể của con người. Những thi thể này hết thảy 18 bộ. Đều không có đầu lâu, bọn họ thân thể vặn vẹo, là bị tàn khốc thủ đoạn giết chết ở đây, đinh đến trên tường mà kia đinh lấy bọn họ cái đinh tự hồ cũng không phải làm bằng sắt, mà là một loại nào đó sinh mệnh khí quan tổ chức. Nơi này giống như là đang tiến hành cái gì nghi thức. Lâm Thủ Khê không khỏi nhớ lại các sư huynh khi còn bé nói kỳ ngộ cố sự, nói cái gì đại nạn không chết tất có hậu phúc, nhưng ý nghĩ này mới sinh ra liền bị hắn bóp tắt, hắn biết rõ, đi tới một nơi xa lạ, nhất định phải lấy nguy hiểm đối đãi hết thảy, mà không phải nghĩ đến có thể hay không ở chỗ này gặp được cơ duyên gì rơi vượt sâu cầm tới tuyệt thế công pháp cuối cùng số ít đa số chính là hài cốt không còn thạch thất khoảng không nhưng không tính là lớn lâm thủ khê phát hiện một bên cuối trên vách tường có một người vì điêu đục lỗ khảm trong chỗ lõm đứng thẳng một người cao lớn điêu khắc điêu khắc hình dạng cổ quái đầu lâu của nó giống như là chết đi sứa trên thân thể hiện đầy rậm rạp chằng chịt mạch máu một dạng đồ vật nó toàn bộ thân hình giống một đoạn bị sét đánh qua cây cối khô cạn cháy chết nhưng đụng vào thời điểm nhưng lại có thể cảm nhận được da dẻ giống như co giãn. Sau lưng của nó có thật nhiều thon dài ống hút, bám vào tại trên vách đá, túc hạ thì là như bạch tuột xúc tu, tựa hồ tính cả lấy sông ngầm chi thủy. Điều này làm hắn nhớ lại đêm mưa xối xả cổ thần. Lâm thủ khê cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận nó. Vật này giống như là khô quắc thi thể, vậy như ngủ say việc vật, mà nó bên cạnh khắc lấy một hàng chữ hấp dẫn lâm thủ khê ánh mắt. Chìm ngủ, tại kia sâu dương, trần thi hai mươi, gọi ngô chủ cũ. Ánh mắt của hắn bị đính ở trần thi hai mươi bên trên. Hai mươi. Hắn lập tức nhớ lại trên vách tường mười tám bộ không đầu bạch cốt. Trong lòng sợ hãi. Nhiệt trì chém yêu mấy trăm năm, ứng cũng có hơn mười vị đệ tử ngộ nhập qua nơi này, bọn hắn cho là mình phát hiện động thiên mật thất, muốn cầu cơ duyên gì bảo tàng, kết quả bị tàn nhẫn giết chết, thi cốt đính tại trên vách tường hóa thành triệu hoán nghi thức môi giới, mà bây giờ. Nghi thức còn kém hai người. Không. Một người cũng không kém. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Tiểu hòa sau lưng có sương mù xám dâng lên, một cái cồng kềnh không đầu ác quỷ lặng lẽ nhưng hiển hiện, trên người của nó khả 18 khỏa khô sọ, mọc đầy khối u tay vung lên xương cốt trẻ thành cự đao. Hướng về tiểu hòa cái cổ bình gọt quá khứ, tiểu hòa còn tại chữa trị thương thế, nửa điểm không có phát giác. Mà giờ khắc này hắn cùng với tiểu hòa cách xa nhau quá xa, tên nỏ đã bắn không, căn bản là không có cách cứu. Chương 33, ban ngày đến. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lâm thủ khê nội tâm lại trầm tĩnh xuống dưới. Hắn xuề bàn tay ra, xuề năm ngón tay, hướng phía dưới nhấn một cái, hét lớn, vô tâm. Chìm. Trong ở tiểu hòa trong cơ thể vô tâm chú bỗng nhiên phát tác, giống có một hai tay án lấy vai của nàng trầm xuống phía dưới, nàng rên lên một tiếng thê thảm, tỉnh tọa tư thế duy trì không ngừng, mất đi cân bằng, ném xuống đất, đau đến ai nằm không ngừng, mà thân thể này trùng xuống vừa lúc giúp nàng tránh khỏi kia trí mạng một đau. Lâm thủ khê một bên giải chú, một bên bước xa trước, thân thể cơ hồ là bay ra ngoài. Đinh, lưỡi đau xô ra thanh minh, kia không đầu ác quỷ đau thứ hai bị lâm thủ khê đoạn ở giữa không trung. Tiểu hòa mở ra con ngươi, thấy được một màn trước mắt, cũng là lông mau dựng đứng, nàng hậu tri hậu giác phát hiện mình ở kề cận cái chết đi một lượt lúc, lâm thủ khê đã cùng kia không đầu quỷ đấu cùng một chỗ. Không đầu quỷ phi thường cường đại, sau so bọn hắn gặp phải sở hữu yêu quái đều cường đại hơn, lâm thủ khê chém ra mấy kiếm, đều có một loại phạm nhân lấy kiếm chém vào sơn nhạc cảm giác hắn bị liên tục ba kiếm bị chấn mở về sau, lại không có bất luận cái gì vọng tưởng. Một thanh âm lấy tiểu hòa thon nhỏ thân thể, kết động tích nước quyết, nhảy trở về phía trước trong nước hồ. Cường đại không đầu ác quỷ như mất đi phương hướng, nó cồng kềnh thân thể tại nguyên chỗ con lật đật giống như lắc lư một trận, chuyển hướng máng bằng đá ngủ say tà linh. Tiếp đó, nó giống như là lấy được cái gì chỉ lệnh, vậy nhảy vào ao nước, truy sát mà tới. Cái này nghi thức kéo dài không biết bao lâu, thật vất vả chấp vá ra 18 bộ hài cốt, bây giờ còn kém hai cổ, nó há có thể dễ dàng buông tha. Tà Linh Nghiệt trì lại có tà Linh Tiểu hòa hơi yếu sau lưng ở sau lưng truyền đến Tà Linh Lâm thủ khê nhớ tới tiểu hòa đối với mình đã nói Nhân loại tu chân giả trên đời này có hai cái địch nhân lớn nhất, một là xác rồng, một cái tà Linh, xác rồng chôn sâu đại địa, mà tà linh nhiều ẩn nặc hải bên trong. Bọn chúng đều là thường cổ lưu giữ lại bí ẩn sinh vật, cường đại đến làm người nhìn mà phát khiếp. Không nghĩ tới bọn hắn mới vừa từ sát rồng trong miệng đào thoát, lập tức lại lâm vào tà linh trong cạm bẫy. Lâm thủ khê không dám tưởng tượng, nơi khác mới nếu là phản ứng chậm một chút sẽ phát sinh cái gì. Nguy cơ xa chưa tiếp xúc, sau lưng dòng nước bị đánh mở. Không đầu ác quỷ tiến vào sông ngầm sau cũng là như cá gặp nước, nó mang theo liên tiếp dày đặc bọt nước, cao tốc đuổi theo. Lâm Thủ Khê chân khí phi tốc tiêu hao, tinh bị lực tận cảm chui ra thể nội, tạm thực hắn tinh thần. Sông ngầm bên trong, Lâm Thủ Khê mấy chuyến bị đuổi kịp, hắn quơ kiếm cùng nó cốt nhận đụng nhau, dù miễn cưỡng đón lấy, nhưng cốt nhận dư âm vẫn như cũ ở trên người hắn lưu lại rất nhiều vết thương. Lâm Thủ Khê không biết mình là làm sao chống đỡ xuống đến, hắn xông ra sông ngầm một khắc này chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn bị chấn động đến lệch vị trí hắn là từ sông ngầm khác một bên đi ra hắn cổng tiểu hòa đồng dạng không dễ chịu thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt được không dọa người lúc trước tích nước quyết bị nhiều lần đánh vỡ thân thể của nàng cũng bị nước sông thẩm thấu lạnh đến phát run lúc này cuối cùng rời đi nước sông nàng mới rung tim nhuận tiệp vũ mở ra màu nhạt mắt tiếp đó nàng cùng lâm thủ khê cùng nhau gặp được đời này thấy nhất tuyệt vọng hình tượng, sông ngầm xuất khẩu tung bay tuyết lớn, phía trước dòng sông bị đông lại, đã tạo thành một mảnh mênh mông băng nguyên. Tràn ngập lạnh lẽo hàng phong băng nguyên bên trong. Bạch cốt như sơn, kia là xác trọng thân thể khổng lồ. Nó buông thõng như ngân đổ bê tông cự thủ, trong mắt màu đỏ trong gió rét cháy hừng hực, xấu xí trái tim không nhanh không chậm nhảy lên, nổi trống giống như thanh âm cơ hồ dáng lỗ tai của bọn hắn quanh quẩn. Nó tự hồ dự báo đến bọn hắn muốn từ nơi này ra tới, lại nơi này chờ đợi. Tà Linh từ phía sau tới gần, sát rồng như đại sơn phía trước, hắn tin bị lực tẩn, tiểu hòa bị thương nặng sắp chết, đều không có gì chỗ trống để né tránh. Bánh xe vận mệnh lấy sinh tử đại địch bộ dáng đè xuống, sẽ phải đem bọn hắn ép thành thịt nát. Khổ tận cam lai. Tuyệt vọng tuyến cũng ở đây cực hạn thì căng đứt, cuồng phong đột nhiên tuyết trong đêm tối, đồng phương rịnh ra luồng thứ nhất ánh sáng. Tia sáng giống như lợi kiếm bổ ra thiên địa, vạch ra sớm chiều phân giới, vượt qua lưng núi mông lung rìa cạnh vọt tới, mỗi một phiến tuyết đều phản xạ quang, lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt, khoáng đạt giữa thiên địa kiếm bạc nổ trương dặn có lộ ra vô cùng yên tĩnh. Nhưng đây không phải sát rồng cùng lâm thủ khê dằn co, mà là Sát rồng con ngươi vượt qua lâm thủ khê thân thể, nhìn về phía phía sau hắn dẫn theo cốt đau đâm đầu đầy sọ ác quỷ. Tà Linh cùng sát trọng là nhân loại địch nhân lớn nhất, nhưng chúng nó bản thân cũng là không chết không thôi cừu địch. Lâm Thủ Khê lúc trước còn đang vì tà Linh cường đại mà tuyệt vọng, giờ phút này sự cường đại của nó ngược lại thành bản thân hy vọng sống sót. Không có so đây càng tốt cơ hội. Sát trọng ánh mắt khóa lại tà Linh thời khắc đó, hắn viện tiểu hòa bắp đùi, hạ thấp thân thể, lợi dụng sau cùng khí lực phi nước đại ra ngoài, thoát đi mảnh máu này tanh chiến trường sau lưng truyền đến va chạm thanh âm, dưới chân mặt băng vậy bắt đầu vỡ vụn. Sát rồng cùng tà linh kịch chiến đến cùng một chỗ. Đây là bọn hắn va chạm lưu lại gần sống. Lâm thủ khê cổng tiểu hòa, bóp lấy xua lạnh pháp thuật vượt qua băng nguyên, bò đến phía trước trên vách núi. Cùng bọn hắn xa xa kéo dài khoảng cách về sau, lâm thủ khê mới thở dốc một hơi, màu đen khí hoàn thuận chuyển, nhanh chóng hấp thu quanh mình chân khí, khôi phục khí lực hắn đem tiểu hòa buông xuống sờ sờ trán của nàng cùng cái cổ vì nàng độ chút chân khí tiểu hòa khôi phục được còn có thể chỉ là thân thể vẫn như cũ không có gì khí lực nàng dựa vào trên người lâm thủ khê bộ ngực yếu ớt chập trùng đôi mắt nhẹ nhàng còn tốt chứ lâm thủ khê hỏi còn tốt tiểu hòa lên tiếng nàng vuốt vuốt ngực của mình hỏi vừa mới ta chỗ này vì cái gì bỗng nhiên như thế đau nhức có phải là tổn thương lại phát tác lâm thủ khê đương nhiên sẽ không đem vô tâm chú sự tình nói cho nàng có lẽ tiểu hòa không quá xác định đột nhiên này đau lòng ngược lại là cứu mệnh của ngươi lâm thủ khê may mắn nói đây cũng là cơ duyên tiểu hòa lại là nhẹ nhàng lắc đầu nàng ngẩng đầu lên thanh tịnh mắt nhìn chăm chú lên lâm thủ khê vẫn là nhờ có ngươi vận khí tốt chỉ là tạm thời không có sư huynh cứu ta vô luận như thế nào cũng là đường chết một đầu. Tiểu Hòa Sẽ báo đáp sư huynh. Nàng nói với Lâm Thủ Khê rất nhiều nói láo, giờ phút này nghĩ chân thành biểu đạt cảm tạ, nhất thời lại không biết nên như thế nào cụ thể biểu đạt. Đây là nàng lần thứ nhất tại một người khác trên thân hấp thu đến ấm áp. Loại này ấm áp không phải giết yêu thời điểm nóng hội máu tươi phun tung tóe tại non nớt trên da thịt ấm, mà là xuân phong dạ vũ bình thường nàng tâm bế tắc quá lâu giống như là hung thú hoành hành vô biên tuyết lâm vĩnh viễn đợi không được quan đi chiếu sáng bây giờ mười mấy năm qua đi cuối cùng có một sợi ánh sáng nhạt bồn ba qua vô biên ám từ đuôi lông mày đáy mắt thấu tiếng đến nàng nhiều lần tận lực né tránh lại không cách nào lừa mình dối người làm như không thấy cô cô nói qua đợi nàng lớn lên về sau nhất định là muốn leo lên tòa kia núi tuyết chi đỉnh đến lúc đó trên đời sẽ có vô số người quỳ dưới gấu váy của nàng hâm mộ nàng tuyệt thế phong hoa nhưng này chút đều là hư giả bọn hắn chỉ là đồ mộ mỹ mạo của nàng cùng lực lượng người như cô ta vậy cả đời đều sẽ cùng chân tình vô duyên nàng nguyên bản vậy cho là như vậy nhưng giờ phút này nàng lấy huyễn vũ che đậy chân dung ở trong mắt người khác chỉ là hơi có vẻ thanh tú thiếu nữ tương tự nàng thân chịu trọng thương cái gọi là lực lượng cũng không phục tồn tại nhưng hắn vẫn như cũ cổng bản thân một đường chạy trốn từ rất dài đêm tối chạy tới bình minh tránh phá chân trời một khắc, kim quang khắp tới một khắc, nàng thậm chí có rơi lệ xúc động. Nàng bị chiếu sáng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Lâm Thủ Khê giờ phút này không nhìn nàng, mà là tại nhìn băng nguyên bên trên chiến đấu. Tà Linh cùng sát rồng chiến đấu. Con rồng kia thi bất kể là hình thể vẫn là trên lực lượng đều là nghiền ép không đầu Tà Linh, Tà Linh duy nhất ưu thế là mau lẹ, nó vung lấy cốt đao ở trên mặt băng cao tốc hoạt động, nhảy vọt, lưỡi đao kéo lên quang cũng là màu xám bạc, nó chém ra kiếm chiêu cực kỳ quỷ dị, căn bản không giống như là người có thể thi triển ra động tác, mà nó tự hồ cũng biết trái tim là sát trồng chỗ yếu, cương đao hướng phía chỗ kia tấn công mạnh, lại đều bị ngăn ở nửa đường, nện về mặt băng. Nó giống như là một viên đạn thịt, tại mặt băng cùng bạch cốt ở giữa vừa đi vừa về gãy động, dù cực kỳ linh hoạt, nhưng mắt trần có thể thấy được không bằng sát rồng cường đại, nếu nó động tác lại hơi chậm chút sợ rằng đã sớm bị xương rồng ép thành thịt nát nhưng dù là nó đã linh hoạt như thế qua mấy lần cũng là máu thịt bè bét nhìn qua tự như một viên bị băm lại vò lên cục thịt bất quá điều này cũng ấn chứng tà linh sức sống mãnh liệt nó nhìn qua nửa điểm không thể so sát rộng hiếu sát Đầu này tà linh đã cường đại như thế kia trong thạch thất ngủ say đầu kia lại nên kinh khủng bực nào tồn tại tà linh không phải ở tại trong biển sâu a vì sao nghiệt trì cũng có lâm thủ khê hỏi vu chúc hồ khoảng cách biến cả vốn cũng không tính xa xôi nó rất có thể là thông qua dưới mặt đất sông ngầm tìm hành mà đến tiểu hòa giải thích nói đại bộ phận tà linh đều ở vào biển sâu bởi vì bọn chúng thờ phụng tà thần liền bị phong ấn tại trong biển sâu nhưng là luôn có rời bỏ người tà thần hừm tam đại tà thần bọn chúng là không thể biết không thể gặp tồn tại không có ai biết là ai đưa chúng nó phong ấn, hoặc là càng chí cao tồn tại, hoặc là chính bọn chúng bản thân. Tiểu Hòa ho khan vài tiếng, nói. Lâm Thủ Khê tưởng tượng một lần kia đến từ. Biển sâu sợ hãi, không khỏi sinh ra một loại cảm giác đè nén, nhịp tim vậy đi theo da tốc chút. Sư mùi nghỉ ngơi tốt rồi sao? Lâm Thủ Khê hỏi. Ừ. tiểu hòa gật gật đầu lâm thủ khê ngồi sống người xuống tiểu hòa khéo léo úp sấp trên lưng của hắn hai tay vòng lấy cổ của hắn thon dài hai chân kẹp lấy bờ eo của hắn lâm thủ khê cổng nạn tiếp tục hướng tường trắng phương hướng tiến lên vọt ra một trận đường về sau tiếng rít thê lương từ sau lưng xa xôi băng nguyên truyền đến lâm thủ khê cùng tiểu hòa cùng nhau quay đầu nhìn một cái ánh sáng nhạt bao phủ băng nguyên bên trên trắng cốt long thi thân hình bị chiếu thành đen nhánh cắt hình. Chỉ có đôi kia con người giống như là nhảy ra dãy núi mặt trời đỏ, như vĩnh viễn không dập tắt, cục thịt tự như không đầu tà linh đã bị nó điêu ở trong miệng, răng nhọn hợp lại, huyết tương tự như đồ vật tuôn ra, tà linh thân thể như vậy chia năm sẽ bảy. Đây là trần thế ngàn vạn năm đấu tranh ảnh thu nhỏ. Sát rồng không biết có hay không tiếp tục đuổi đến, nhưng may mắn, bọn hắn đã kéo ra đầy đủ khoảng cách. Lâm thủ khê cổng tiểu hòa chạy vào trong rừng, xuyên qua mảnh này cánh rừng, cao như núi nhỏ tường trắng cuối cùng xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong, trong bất tri bất giác. Bọn hắn không ngờ vượt qua như vậy xa xôi khoảng cách, tới nơi này lòng giam biên giới. Trời đã không rõ, đêm dài quá khứ, cửa đá hẳn là mở. Lâm thủ khê thời khắc này vị trí là có sai lầm, hắn còn muốn dọc theo tường đá hướng Tây đi một trận tài năng đến cửa đá. Có người. Tiểu Hòa nói. Lâm thủ khê thính giác không bằng Tiểu Hòa nhạy cảm, hậu tri hậu giác phát hiện phía trước trong bụi cây hai cái đệ tử cũng ở đây chạy. Thật vừa đúng lúc, đó chính là Vương Nhị Quan cùng Kỷ Lạc Dương. Bọn hắn không biết rớt xuống đi đâu, thân thể ướt nửa thấu, trên ống quần thậm chí còn cuốn lấy tảo loại. Đồ chơi kia rốt cuộc là cái gì, có trọng yếu như vậy sao, vì nhặt nó kém chút mệnh cũng bị mất. Vương Nhị Quan lớn tiếng phàn nàn đương nhiên trọng yếu. Kỷ lạc dương lạnh lùng nói, ngươi căn bản không hiểu giá trị của nó. Ta xem ngược lại là không có gì ly kỳ, ngươi là nghèo quen rồi đi, tùy tiện kéo lại vốn bí tịch đều có thể làm bảo. Vương nhị quan chẳng thèm ngó tới. Kỷ lạc dương lạnh như băng nói, dọc theo con đường này nếu không phải ta che chở ngươi, ta xem ngươi chết sớm vô số lần. Nói đến ta không có xuất lực đồng dạng. Vương nhị quan đại đại liệt liệt nói, có bản lĩnh ngươi làm thịt ta nha. Dạng này sẽ chết không có đối chứng. Kỷ lạc dương nhìn chầm chầm hắn, lên cơn giận dữ, ngươi là thật sự muốn chết. À, ta xem ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Vương Nhị quan nói, ngươi bây giờ, thế nhưng là trọn vẹn so với ta thấp nửa cái cảnh giới. Ngươi. Kỷ lạc dương âm trầm nói, hy vọng ngươi tuân thủ ước định. Trước chạy đi rồi nói sau. Vương Nhị quan thở phì phò nói, hắn bỗng nhiên quay đầu, người nào ở phía sau. Nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy xác thực lâm thủ khê cổng tiểu hòa bộ dáng, hắn cùng với kỹ lạc dương đều giật nảy mình. Các ngươi thế nào? Tiểu hòa cô nương nàng. Vương nhị quan nghi hoặc, nghĩ thầm đều cái này nguy nan trước mắt, các ngươi lại còn có thời gian ở nơi này ân ái. Sư mùi bị thương. Lâm thủ khê nhanh chóng giải thích một chút, sát trồng còn tại truy chúng ta. Sát trồng. Vương nhị quan nhón chân lên, nó tại chạy tới nơi này tới sao? Hẳn là rất nhanh. Lâm Thủ Khê nói. Không cần lại nói cái gì, bốn người cùng nhau hướng cửa đá phương hướng chạy trốn. Mới Vương Nhị quan cùng Kỷ Lạc Dương đối thoại hiển nhiên cất giấu bí mật gì, nhưng bây giờ tuyệt không phải truy vấn thời điểm. Dọc theo tường trắng một đường chạy băng băng, hai người cuối cùng đi tới cửa đá bên ngoài. Nhất khiến bọn hắn sợ hãi sự tình cuối cùng xảy ra cửa đá không có mở ra rõ ràng trời đều đã sáng theo lý thuyết nghiệt trì trừ yêu đã kết thúc vân chân nhân nên mở ra cửa đá nên bọn hắn trở về sau đó cởi xuống lệnh bài căn cứ nhan sắc sâu cạn phân phát ban thưởng có thế đại môn vẫn như cũ mấp máy sở hữu may mắn còn sống sót đệ tử đều hội tụ tại cửa ra vào hoảng sợ nhìn qua bọn hắn môn môn không có mở a thập thấy được lâm thủ khê hữu khí vô lực trần thuật cái này rõ ràng hiện thực. Tại sao có thể như vậy? Lâm thủ khê đồng dạng hoang mang, chuyện như vậy trước kia phát sinh qua sao? Ngẫu nhiên phát sinh. A à Thập nói, nhược vân chân nhân có chuyện khác trì hoãn, là sẽ chậm chút mở cửa, dù sao, nghiệt trì trừ yêu cũng không phải gì đó đại sự. Lâm thủ khê thở sâu, hắn nhìn xem cao lớn nặng nề cửa đá, biết rõ cửa này chỉ có pháp chú có thể giải, tuyệt không phải nhân lực có thể đẩy ra. Làm sao bây giờ? Rất nhiều bị lâm thủ khê đã cứu đệ tử đều rõ ràng hắn lực lượng, cùng nhau nhìn về phía hắn, nghiễm nhiên đã xem hắn trở thành ý kiến lãnh tụ. Lâm thủ khê cảm thụ được ánh mắt của mọi người, trong ốc của hắn lóe qua vô số phương án, ví dụ như dẫn sát rồng đến đụng loại hình. Lại đều bị hắn từng cái bác bỏ. Hắn sinh ra sâu đậm cảm giác bất lực. Tiểu Hoa, Lâm Thủ Khê hỏi thăm Tiểu Hòa ý kiến. Tiểu Hòa vậy lắc đầu, nàng cũng không biết như thế nào từ nơi này bên cạnh mở ra cửa đá. Trầm mặt là làm người tuyệt vọng. Bọn hắn giống như là cùng nhau từ sườn núi bên trên quảng xuống, còn tại hạ xuống trong quá trình, nhưng ngã xuống đáy cốc thịt nát xương tan đã là tất nhiên phát sinh tương lai. Duy nhất sinh lộ tự hồ chỉ có khẩn cầu thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vân chân nhân có thể đem cái này cửa đá mở ra nhưng sau đó sau lưng đại địa chiến minh âm thanh tới gần. Cái này một khả năng trở nên càng ngày càng nhỏ bé. Lâm thủ khê dùng hết tính mạng mang theo tiểu hòa tòng long thi cùng tà linh ma trảo bên dưới đào thoát, nhưng bây giờ, lúc trước hết thảy cố gắng như đều muốn mất đi ý nghĩa. Trong tuyệt vọng, không ít đệ tử hoặc lấy hai tay toàn lực gõ cửa, đập đến máu thịt bè bét, hoặc lấy nghiêng người xô cửa, đâm đến máu me đầm đìa, hoặc bắt đầu dọc theo tường trắng chạy trốn, hy vọng có thể trốn qua một kiếp. Vương nhị quan vậy vọt tới nặng nề sư môn trước, hai tay đặt tại trên cửa, toàn lực đẩy. Không có biện pháp tốt hơn. Mau tới hỗ trợ. Kỷ lạc dương vậy vọt tới vương nhị quan bên người. Giúp đỡ đẩy cửa. Môn là đẩy không ra. Có đệ tử lắc đầu thở dài. Không thử một chút làm sao biết. Tất cả mọi người một đợt thử một chút. Sát rồng đến gần rồi, chúng ta không có thời gian lại chạy trốn. Kỷ lạc dương thanh âm nhìn như khẳng khái, ở giữa nhưng cũng lộ ra vô vị dãy dụ run rẩy. Thật là đẩy không ra a. À. Vương nhị quan thử một trận, cũng nói. Kỷ lạc dương vậy toàn lực đẩy cửa, môn lại giống như là tòa núi lớn một dạng, căn bản bất động mảy may. Thế nhân dời núi vẫn cần đợi đời con cháu vô tận thay mặt, ở đâu là dựa vào nhỏ bé nhân lực có thể trực tiếp đẩy ra đây này đầm lầy tóe lên gần sóng. Núi đá ao ao nứt ra, Sát trồng càng ngày càng gần, đại địa vậy đi theo hạt dẻ minh, rất nhiều đệ tử thậm chí đứng cũng không vững. Lâm thủ khê không khỏi nhớ tới tà linh bị cắn một cái nổ một mạng. Tiểu hòa từ trên lưng hắn xuống tới, cũng tới tới cửa, nàng lấy chỉ vẽ ra từng cái pháp thuật, không ngừng nếm thử. Lâm thủ khê vậy đi đến bên người nàng, hai tay đặt ở trên cửa, nghịch chuyển đen hoàng, toàn lực đẩy ra thân thể tới gần cực hạn, thể nội, hình như có hắc hoàng mở hai mắt ra, lấy gấp bội tốc độ đem chân khí chuyển vận trên cánh tay của hắn, nháy mắt, hắn lực lượng cũng tới đến cực hạn. Chỉ là những lực lượng này so với tòa này cửa đá, tự hồ vẫn như cũ lộ ra không đủ. Đệ tử còn lại cũng không còn càng nhiều lựa chọn, bọn hắn đi theo bốn vị này thần tuyển giả cùng nhau toàn lực đẩy cửa, tử vong tới gần, xương cốt bên trong lực lượng cuối cùng đều bị ép ra, toàn bộ đặt ở trước mắt trên cửa bọn hắn muốn lấy nhân loại lực lượng hợp lực sáng tạo ra khó có thể tưởng tượng kỳ tích hình như có thương thiên chiếu cố kỳ tích thật sự xảy ra môn động nặng nề cửa bị di động thanh âm tại chỗ có người trong tai vang lên bọn hắn cho là mình nghe lầm nhưng trước mắt khe hở thật sự đang lớn lên cái này phiến như ngọn núi cửa đá bị bọn hắn rung chuyển rồi các thiếu niên không kịp nhảy cẩn hoang hô, bọn hắn nhìn xem toàn lực đẩy cửa lâm thủ khê, đẩy lòng cháy lên hy vọng, cùng nhau vận đủ sức, lớn tiếng quát hô, toàn lực mở rộng cái này khe hở. Sát rồng to lớn thân ảnh tại sau lưng xuất hiện, nó mắt đỏ hờ hững, sẽ không vì các thiếu niên cố gắng mà cảm động, vô tình hướng phía bọn hắn đi tới. Bóng đen từ phía sau đè xuống, che ở sáng sớm ánh nắng. Tất cả mọi người cảm thấy. Sát rồng nâng lên lợi trảo, như muốn nghiền nát con kiến hôi chụp được. Cũng là giờ phút này. Đại môn bị oanh nhiên đẩy ra, đem hết toàn lực các đệ tử cơ hồ là ném đi. Cũng có đệ tử tại hy vọng nở rộ thời khắc đó, chưa thể trốn qua sát rồng một cước, bị vô tình giẫm thành thịt băm. Lâm thủ khê đám người vượt qua đại môn. Sát rồng thân hình so với cực cao tường trắng muốn thấp chút, nhưng so với đại môn lại là cao hơn. Nó đụng vào trên vách tường, vách tường lay nhẹ, không có bị nó rung chuyển. Nó không cách nào nữa đuổi tới. Lâm thủ khê đám người cùng nhau xông qua đại môn, cũng nhìn được một trương chấn kinh không lời mặt. Kia là vân chân nhân mặt. Một bộ pháp bào màu đen vân chân nhân đứng ở cổng. Hắn làm lấy đưa tay động tác, như đang muốn chuẩn bị vẽ bùa mở cửa, để bọn hắn tiến đến. Có thế vân chân nhân chết cũng nghĩ không ra, môn lại sẽ tự mình mở ra, thậm chí, nó hay là từ kia một bên bị đẩy ra. Cái này đánh xuyên hắn tu đạo mấy trăm năm thường thức. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng vô pháp đi truy đến cùng phía sau nguyên nhân, bởi vì hắn cũng nhìn thấy kia cao ngất bạch cốt, gặp được xương kia bên trong nhảy lên khối u trái tim. Sát rồng Nghiệt trì trong kia đầu sát rồng thế mà tỉnh rồi. Vân chân nhân nhìn xem ngã xuống trên đất đệ tử, bọn hắn cơ hồ người người mang thương. Trong đó rất nhiều đã khí lực dùng hết đã bất tỉnh. Bọn hắn đến cùng tại nghiệt trì gặp cái gì? Các đệ tử đều đã vượt qua sinh tử tuyến, chuyện kế tiếp, liền nên vân chân nhân đến đau đầu. Chương 34, Xế Chiều Chi Sắc Lâm Thủ Khê lại làm giấc mộng kia. Hắn tại trắng xóa cánh đồng tuyết bên trên ghé qua, bốn phía minh mang không người, thiên địa giống như là mở ra miệng lớn thú, không ngừng nghĩ gió là nó lâu đời gào thét, hoàng nguyên cuối cùng là đúc bằng đồng thần điện, vô số dây sắt từ nam chí bắc ở giữa, xen lẫn thành lòng giam, tràn đầy rỉ xanh kiếm đinh lấy một đạo hắc ảnh, ba tôn vặn vẹo tu la các kết thủ ấn, từ đại điện chỗ cao hùng hùng cuối ngắm, phía dưới có thi quỷ phụ bia quỳ xuống, đen nghiệt nằm thành một mảnh. Ở giữa bóng đen phát ra ai tuyệt tiếng vang. Như đang kêu gọi hắn, vậy như tại để hắn thoát đi âm lãnh dinh dính cảm giác giống như là lan tràn tới xúc tu, lâm thủ khê đứng ở đó, sinh ra không hiểu mất mát cảm giác, mờ mịt không biết làm sao. Thẳng đến tuyết lớn bao phủ mộng cảnh, hắn cuối cùng từ trung xô tỉnh. Đau nhức ý hữu thực thân thể, khí hoàng khó mà vận chuyển, chân khí tự như chồng chất trong cơ thể nước động, nước động bên trong sinh ra dòi bọ không ngừng cắn xé thân thể của hắn. Loại thống khổ này sau ngày đầu tiên khi tỉnh lại càng sâu càng làm cho người ta đau đớn chính là lâm thủ khê lần này tỉnh lại thấy không phải tiểu hòa tim trắng sợi tóc mà là vân chân nhân gương mặt lạnh lùng ngươi linh mạch quan khiếu đã bị ta đều ngăn lại đây là vân chân nhân nói câu nói đầu tiên ừm lâm thủ khê không nói gì hắn lẳng lặng mà nằm ở cỏ trên giường mỏi mệt không chịu nổi trước mắt vân chân nhân lại đáng sợ cũng không kịp đuổi hắn một đường dọa người bạch cốt Vân chân nhân nhìn qua so với hắn còn muốn mỏi mệt. Mắt phải của hắn giống như là mở ra qua một lần, ngay dưới mắt thấm lấy máu, trên gương mặt bạch phiến che được càng dày, nhưng như cũ không che giấu được trắng xám trên da tia máu màu đỏ, kia thân màu mực đạo bào ở giữa cũng lộ ra mùi tanh. Là trọng yếu hơn là, sau lưng của hắn chui này kiếm gỗ đào vậy vỡ vụn không chịu nổi. Sát trồng chắc hẳn đã bị vu gia toàn lực hàng phục, chỉ là bọn hắn vậy trả giá cái giá không nhỏ nói một chút đi nghiệt trì đến cùng xảy ra chuyện gì vân chân nhân hỏi chân nhân cũng đã hỏi qua đệ tử khác đi lâm thủ khê nói ừm vân chân nhân lấy ra một khối chân ngôn thạch đưa cho hắn nhưng ta muốn nghe câu trả lời của ngươi bởi vì ta cảm thấy ngươi biết được càng nhiều lâm thủ khê nhận lấy chân ngôn thạch đưa nó nắm ở trong tay hắn hít một hơi thật sâu sửa sang suy nghĩ chân ngôn thạch có thể phán đoán hắn là phủ định nói dối. Lại không cách nào ngăn cản hắn cố ý giấu giếm một bộ phận sự thật. Ta gặp được tà linh. Lâm thủ khê ngẩng đầu, nhìn thẳng vân chân nhân mắt, nói lời kinh người, lấy nặng che đậy nhẹ. Vân chân nhân quả nhiên nhíu nhíu mày, ngươi là nói cùng sát rồng vật lộn đầu kia sao? Chúng ta tìm được nó một chút thi thể mảnh vỡ. Không phải. Lâm thủ khê một năm một mười nói, băng nguyên phía dưới có đầu sông ngầm sông ngầm trung ương tăng lên có thể đi đến một cái thạch thất trong thạch thất trên vách tường có 18 bộ xương cốt chỗ sâu nhất có một bộ cao lớn tà linh cái kia không đầu tà linh tại thủ hộ nó cử hành khôi phục nó nghi thức chân ngôn thạch không có bất kỳ cái gì thanh âm tà linh vân chân nhân hứng thú quả nhiên bị hấp dẫn nghiệt trì lại vẫn cất giấu tà linh a à. hừm còn kém hai cổ thi cốt Nghiệt trì tà linh liền muốn thức tỉnh. Lâm thủ khê nói, ta cùng với tiểu hòa suýt nữa mất mạng ở nơi đó. Nhưng nghiệt trì thạch thất tà linh vậy đi theo thức tỉnh, hôm nay vu gia không biết sẽ gặp như thế nào biến loạn. Đây chính là dự sư trong miệng vu gia chi loạn A. Vân chân nhân nhàn nhạt nghĩ đến. May mắn, vu gia lầu cao liên tiếp thành binh khí là so sát rồng tồn tại càng đáng sợ, mặc dù hao phí cực lớn khí lực nhưng cuối cùng đem đầu kia mắt đỏ bạch cốt cự long trái tim bắn thủng, giết chết ở tường trắng bên ngoài. Cự long bạch cốt dù đã sụp đổ, không giúp long hống vẫn còn ở trong đầu hắn quanh quẩn không ngừng. Vân chân nhân vuốt lên tâm cảnh, nói, hừm, ta linh một chuyện ta biết rồi, ngươi còn có cái khác muốn nói sao? Chúng ta gặp một cái cùng ngươi giống nhau như đúc người. Lâm Thủ Khê nói. Ông hận ta người rất nhiều, ta không nhớ rõ hắn là ai. Vân Chân Nhân hiển nhiên biết được chuyện này. Hắn nói mở ra Nghiệt Trì Phong ấn chính là chìa khóa. Lâm Thủ Khê nói tiếp. Vân Chân Nhân thần sắc không thay đổi. Rất rõ ràng chuyện này hắn đã tự đệ tử khác trong miệng hỏi. Chân nhân tìm tới chìa khóa sao? Lâm Thủ Khê thử thăm dò hỏi. Vân Chân Nhân không đáp, nhưng Lâm Thủ Khê có thể từ sắc mặt của hắn trông được ra hắn hẳn là từng cái đề ra nghi vấn qua đệ tử khác, nhưng này chui trong truyền thuyết chìa khóa vẫn như cũ tung tích không rõ. Còn có đây này. Vân chân nhân nhìn chầm chầm hắn. Ta không biết chân nhân còn muốn biết gì nữa. Lâm thủ khê hỏi. Vân chân nhân mắt trái phun ra sáng như tuyết bạch quang, hắn nhìn chầm chầm lâm thủ khê, chậm rãi tới gần, một bộ hận không thể đem ánh mắt đào ra dán tại trên mặt hắn bộ dáng. Cảnh giới của ngươi tu vi là nơi nào tới? A à, Việt lại là chết thế nào? Còn có. Vân chân nhân yếu ớt đặt câu hỏi, ngươi đến tột cùng đến từ chỗ nào? Ta đến từ Hắc Nhai, là trong núi một cái quy mô không nhỏ ma giáo, cảnh giới tu vi cũng là ta từ nhỏ tu hành đoạt được, ta từ nhỏ tu đạo khắc khổ, cho nên để dành chút nội tình. Còn A Việt, Lâm Thủ khê dừng một chút, như nói thật, hắn muốn giết ta, thế là ta giết hắn. Chân ngôn thạch vẫn như cũ trầm tĩnh. Ngươi coi như thành thật. Vân chân nhân nói. Chân nhân phải vì A Việt báo thù sao? Lâm thủ khê hỏi. Mệnh của ngươi so với hắn trọng yếu. Vân chân nhân thản nhiên nói, để A Việt tới giết ngươi vốn là thăm dò, ngươi nếu có thể sống sót, đã nói lên ngươi nên sống sót. Đa tạ chân nhân. Lâm thủ khê nói. Ngươi muốn giết ta? Vân chân nhân thanh âm lạnh chút. Không muốn lâm thủ khê vô ý thức trả lời ông chân ngôn thạch huyết dài lâm thủ khê ngẩng đầu vân chân nhân trên mặt mang ý cười vân chân nhân dùng mềm nhẹ ngữ khí nói đừng sợ ta vậy muốn giết ngươi hoặc là nói ngươi đã không có khả năng nhìn thấy ngày mai triều dương tại sao là ngày mai tối nay ba vị công tử tiểu thư muốn tuyển chọn thần thị trên người ngươi bí mật quá nhiều cũng không an toàn vân chân nhân nói dù không quá hiểu có biến số nhưng ta là người cẩn thận nếu thật sự có ngoài ý muốn ta vẫn là không thể không bắt đầu dùng ngươi thì ra là thế lâm thủ khê nói nhưng là bọn hắn cũng đều có bí mật bọn hắn xem ra sau ngươi an toàn huống chi ngươi gặp được tà linh tà linh xâm lấn đều ở lơ đãng ở giữa ngươi rất có thể đã bị ô nhiễm vân chân nhân cho ra lý do cũng rất đơn giản lâm thủ khê không có gì khí lực nói chuyện hắn rủ xuống mắt, nhìn xem khe hở ở giữa chiếu nhập tịch sắc, thanh tú khuôn mặt tỉnh như băng hồ. Không sợ sao? Vân chân nhân hỏi. Ta sợ hãi đã tại nghiệt trì dùng hết rồi. Lâm thủ khê nói. Vân chân nhân cười cười, trắng bệch trên mặt rơi phấn, mơ hồ có thể trông thấy phía sau mọc đầy vằn mặt. Ngươi kiếm ta lấy đi, ngươi khiếu huyệt ta cũng dùng 72 đạo phong ấn khóa lại. Vân chân nhân nói, còn có một ban đêm, ngươi có thể thử phản kháng. Vân chân nhân đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình hắn. Lâm thủ khê không có nếm thử đi xong phá phong ấn, hắn từ trên giường đi xuống, đi chân đất đi đến bên cửa sổ, cuốn lên rèm. Ngoài cửa sổ sắp tối tối tăm, mặt trời lặng treo ở chân trời, giống như là hỏa diễm nóng ra lỗ thủng. Tản ra ra quan lại đem hết thảy đều phủ lên được thương đỏ. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, như vậy biểu thị huyết quang. Lâm Thủ Khê nghĩ cùng Tiểu Hòa gặp một lần, nhưng Vân Chân Nhân sẽ không cho hắn cơ hội này. Thế là hắn chỉ có thể lặng lặng chờ đợi Thái Dương rơi xuống. Vận mệnh sao mà buồn cười, hắn mới từ tử vong bao phủ trong bóng tối chạy ra, lại ngộ nhập lưỡi đao vây quanh sào huyệt. Nơi này không có trốn hướng cùng phi nước đại, an tĩnh chờ đợi lại càng làm cho người ta tuyệt vọng. Cửa bị đẩy ra. Đi tới là tiểu lục, không, từ khi bại bởi tiểu hòa về sau, hắn chính là tiểu thất tiểu thất nhìn xem lâm thủ khê ánh mắt phức tạp ngươi và tiểu hòa tại nghiệt trì cứu rất nhiều người sở hữu người sống sót bên trong chỉ có ta cùng với mặt khác hai cái thần tuyển giả không phải là các ngươi cứu tiểu thất nói sở dĩ chân nhân để cho ta tới nhìn xem ngươi được lâm thủ khê gật đầu hắn nhìn xem tịch dương cũng không thèm để ý tiểu lục đến ngươi giấu dốt xác thực vượt quá dự liệu của ta tiểu thất nói đáng tiếc ngươi lại như thế nào tránh vậy tránh không khỏi vô thường vận mệnh tiểu thất đi tới bên cạnh hắn cùng hắn cùng nhau nhìn về phía phương xa thiên địa như mờ nhạc biển vu gia lầu cao bão tháp tự như trong nước biển chết héo sang hô nơi này không phải sát yêu viện nơi này là hướng đêm cát là tội nhân cũng hoặc thụ ô nhiễm giả chờ chết địa phương tiểu thất nói rơi xuống người nơi này để cho vân chân nhân tự mình hành hình chưa hề có người có thể sống sót Ta biết rõ." Lâm Thủ Khê nói. "Vậy ngươi đang chờ cái gì đâu? Chờ kỳ tích phát sinh sao?" Tiểu Thất cười nhạo. "Chương 35: Tên thật." Lẳng lặng nhìn một hồi mặt trời lặng, Lâm Thủ Khê đứng dậy, hỏi, "Ta có thể ra ngoài đi một chút không?" "Ngươi nghĩ trốn?" Tiểu Thất hỏi ta trốn không thoát. Lâm Thủ Khê nói. Tiểu thất do dự về sau gật đầu, nói, vân chân nhân xác thực nói không cần hạn chế tự do của ngươi, nhưng ngươi tốt nhất đừng không hề thiết thực suy nghĩ, tối nay là chọn lựa thần thị chi dạ, vu gia đề phòng xâm nghiêm, ngươi chấp cánh khó thoát. Lâm Thủ Khê ừ một tiếng, hắn đẩy ra phủ bụi cửa gỗ, hai tay lũng tay áo, đi vào tà dương ánh chiều tà bên trong. Võ quyết viễn quan khuấy động chân trời bụi bặm mộ khóa khắp nơi, mụn dương bên dưới thiên địa tĩnh mịch, mảy may nhìn không ra trải qua một trận đại loạn. Hắn bước đi chậm chạp, tiểu thất đi theo bên cạnh hắn, cùng hắn dạo bước, con mắt một khắc càng không ngừng nhìn chằm chằm hắn. Ta mê màng bao lâu? Lâm thủ khê hỏi. Hai ngày. Tiểu thất nói. Tiểu hòa thế nào rồi? Lâm thủ khê hỏi. Tiểu hòa cô nương bị thương không nhẹ, nhưng nàng dù sao cũng là vu gia tương lai thần thị, gia chủ tự mình đưa nàng một viên tử kim đan, hiện tại tiểu hòa cô nương tổn thương đã khỏi rồi, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tiểu thất nói, vậy là tốt rồi. Lâm thủ khê trong con ngươi cuối cùng một tia lo nghĩ vậy biến mất không thấy gì nữa. À, có thế nàng thương lành cùng ngươi lại có quan hệ thế nào? Tiểu thất nhìn xem hắn lạnh nhạt bộ dáng, trong lòng dân lên lửa giận, tối nay về sau, nàng chính là vu gia thần thị, nghe nói đại công tử đã khâm điểm nàng, ngươi dù ngày thường đẹp mắt, nhưng đại công tử mới thật sự là trích tiên nhân, đợi tiểu hòa thành đại công tử thần thị về sau, sẽ không lại nghĩ ngươi. Ngươi đem hết toàn lực cứu nàng, cuối cùng lại chỉ có thể trở thành người dân, mà lại con đường của ngươi, vẫn là hoàn tuyền lộ. Tiểu thất lời nói cũng không tất cả đều là mỉa mai. Còn mang theo một tia cắn răng nghiến lợi hận. Lâm thủ khê giống như là mất đi biểu lộ, mờ nhạc chỉ tại hắn trên hai gò má du tẩu, lại không cách nào kích thích nửa điểm cảm xúc gần sống. "Có thể nói với ta nói Vu gia ba vị công tử tiểu thư sao?" Lâm Thủ Khê hỏi. Từ đối với người sắp chết thương hại, tiểu thất vẫn chưa cự tuyệt, hắn cho Lâm Thủ Khê đại khái nói một lần Vu gia ba vị công tử tiểu thư tình huống. Tam tiểu thư rất ít có thể nhìn thấy, nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ gặp qua một lần, nàng bộ dáng bình thường nhưng dù sao cảm thấy mình đẹp đến mức khuynh quốc huynh thành nghe nói nàng thường xuyên sẽ hỏi một chút hạ nhân liên quan tới chính mình mỹ màu sự tình như hạ nhân đáp tuân lệnh nàng bất mãn sẽ chết rất thảm tiểu thất cắn răng nói ngươi thật giống như tại hận nàng là có bằng hữu chết trên tay nàng sao lâm thủ khê hỏi chúng ta đều kém chút chết trên tay nàng a à? ưm ừ. hai ngày trước cửa đá muộn mở chút chúng ta suýt nữa toàn bộ bị sát rồng giết chết. người biết vân chân nhân phải đi làm cái gì sao? tiểu thất cười lạnh tự hỏi tự trả lời. tam tiểu thư pháp khí dây đàn lỏng ra để vân chân nhân đi giúp lấy điều. bởi vì này dạng việc nhỏ trì hoãn sao? lâm thủ khê cũng cảm thấy có chút buồn cười. đúng vậy a, à, một cây dây cung kém chút hại chết tất cả chúng ta mình. tiểu thất tức giận đến lời nói run rẩy nhất làm người sinh khí chính là sau đó tam tiểu thư đối với lần này không thèm để ý chút nào, thậm chí nói, sát yêu viện đều là nô tài, chết sạch cũng không có quan hệ, đổi lại một nhóm chính là. Lâm thủ khê trầm mặt không nói. Tiểu thất bình phục tâm tình, nói tiếp, nhị công tử tu hành thiên phú không tội, nhưng hắn xa xỉ vô độ, thích thu thập các loại trân ngoạn pháp bảo, mỗi ngày đều phải xuyên không giống y phục, hắn ghét bẩn, sở dĩ trước đến nay sẽ không đến sát yêu viện loại địa phương này. Còn đại công tử? Đại công tử nhất định là tiên nhân chuyển thế. Tiểu thất chắc chắn nói, trong mắt không tự chủ được toát ra thần sắc khát khao. Vì cái gì? Lâm thủ khê hỏi. Đại công tử không chỉ có phong thần tuấn lãng, anh Mỹ khó tả, là trọng yếu hơn là, hắn là vu gia 300 năm đến lớn nhất thiên tài, truyền thuyết, hắn từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu hành, lúc mới sinh ra tay liền kết lấy huyền diệu ấn, trong miệng nằm lấy một viên tỏa ra ánh sáng lung linh thai châu, tiểu thất trên mặt hướng về chi sắc khó mà che lấp. Đại công tử không chỉ tu vì cực cao, còn tinh thông cầm kỳ thư họa. Hắn thậm chí nói qua, vu gia tuy lớn, nhưng khắp thiên hạ mà nói chỉ là một nho nhỏ lòng. Luôn có một ngày, hắn sẽ đi hướng tổ sư thần sơn, bái nhập tổ điện, trở thành tổ sư đồng đạo ngươi. Tiểu thất thở dài nói, hắn đối hạ nhân cũng là cực tốt tuy có ngông nghênh cũng không ngạo mạn, dạng này người không phải tiên nhân lại là cái gì? Người thấy đại công tử, ứng cũng là sẽ tự ti mặc cảm. Lâm Thủ Khê không tỏ rõ ý kiến, lại hỏi, vu gia chỉ có ba cái dòng giỏi sao? Gia chủ không tiếp tục sinh cái khác con cái rồi. Nghe nói hoàng sinh qua một cái, chính là cái kia hài nhi dẫn phát hơn 10 năm trước trận kia náo động. Cuối cùng, kia hài nhi bị vu gia chạy ra yêu chim mổ chết rồi tiểu thất nói nhưng chuyện này vu gia không cho phép sách ta chỉ là một nô tài cũng không còn biện pháp nói cho ngươi càng nhiều lâm thủ khê gật gật đầu vu gia thần linh truyền thừa chỉ có thể có ba vị cho nên tại đã có ba vị con cái thời điểm vị thứ tư tất nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích cực lớn có thể sẽ bị hại chết nhắc tới cũng xảo thần thì cũng là bốn người đa tạ ngươi nói cho ta biết những thứ này lâm thủ khê đáp tạ đạo không cần cảm ơn ta. Phạm nhân bị giết chết trước đó còn có thể ăn một bữa thịt. Giải đáp chút nghi vấn của ngươi, nhưng ngươi chết được nhắm mắt chút, không có gì không ổn. Tiểu thất thản nhiên nói. Thương đỏ mặt trời lặn dần dần chìm vào viễn sơn phía dưới, gấm tự như hà còn tại trên đường chân trời bồng bềnh, tiến hành sau cùng nhiệt liệt thiêu đốt. Như nước đêm không thể cản phá nuốt tới. Lâm thủ khê bất tri bất giác đi tới tường trắng bên dưới cùng sát trong chiến đấu nhìn qua rất là thảm liệt, trên vách tường rất nhiều vết máu còn chưa lau đi, không ít người liền đắp thật cao cái thang, tu sửa lấy một chút tổn hại. Chỗ gần tường viện vậy hủy đi rất nhiều. Trên đất gạch tắm vậy hiện đầy giống mạng nhện vết trạng. Tiểu thất vậy nhìn qua tường trắng, hắn nhìn xem kia bị pháp thuật khóa lại cửa đá, đến nay đều khó mà tưởng tượng, bọn hắn đương thời là thế nào đem nó đẩy ra. Đột nhiên, một đám thiếu niên thiếu nữ từ sát yêu viện chạy tới tiểu thất giật mình các ngươi muốn làm gì sát yêu viện tất cả người sống sót cơ hồ đều nhận qua lâm thủ khê cùng tiểu hòa ân tình lâm thủ khê nhìn xem người tới cuối cùng lộ ra mỉm cười lấy a thập cầm đầu thiếu niên ào ào tại lâm thủ khê trước mặt dừng lại tiểu thất bước nhanh đến phía trước ngăn ở lâm thủ khê phía trước hắn hiện tại cũng không phải chúng ta sát yêu viện hắn là hướng đêm các ngươi Ta biết, chúng ta chỉ là để diễn tả một lần." Lòng biết ơn. A thập nghiêm túc nói, phía sau các thiếu niên thiếu nữ ào ào gật đầu, bọn hắn đa số nói qua Lâm Thủ Khê nói xấu, biểu đạt qua đối với hắn khinh thường, giờ phút này lại đều đối với hắn vui lòng phục tùng, bọn hắn nghe tới Lâm Thủ Khê bị đánh nhập hướng đêm các sau liền cùng nhau đến rồi, mà nên là gặp hắn một lần cuối. Tiểu Thất nhìn xem bọn hắn bi phẫn thần sắc khẳng khái, cũng làm cho mở con đường chỉ nói là chớ trì hoãn quá nhiều thời gian. Lâm Thủ khê nhìn xem bọn hắn, nói, tâm ý của các ngươi ta lĩnh, đồ vật bản thân giữ đi, không cần thiết cho ta một người chết. Người chết? A à thập giật mình, ngươi thật sự bỏ qua a. À? Vân chân nhân nói ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng chúng ta luôn cảm thấy, ngươi nhất định có biện pháp. A à thập nghiêm nghị nói, bởi vì là ngươi, sở dĩ nhất định có biện pháp. Để các ngươi thất vọng rồi, ta không có cách nào Lâm Thủ Khê nói Các thiếu niên thiếu nữ hai mặt nhìn nhau xì xào bàn tán Bọn hắn đều không nguyện tiếp nhận sự thật này Lâm Thủ Khê A thập hai mắt lộ ra chân thành Ta cùng với 12 cùng 13 lén lút thương lượng qua Vô lượng ngươi làm cái gì, chúng ta đều nguyện ý giúp ngươi Chúng ta tuy là nô tài, nhưng nô tài vậy giảng nghĩa khí Mạng của chúng ta là ngươi cứu, ngươi mà nên là ngươi lâm thủ khê nhìn xem a thập lộ ra tiếu dung ta rất cảm động a thập nhìn chăm chú hắn ánh mắt lấp lóe vẫn tại chờ mong cái gì lâm thủ khê lại lắc đầu cảnh giới của ta đã bị phong bế không làm được chuyện gì các ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt đi a thập trong mắt chờ mong biến thành thất vọng phía sau hắn đệ tử khác nghe vậy cũng đều tiêu trầm xuống tới bọn hắn chuẩn bị lễ vật chưa thể đưa ra bọn hắn liền xếp hàng cho Lâm Thủ Khê hành lễ nói tạ, Lâm Thủ Khê an tĩnh đứng thẳng, nghe bọn họ nói xong mỗi một tiếng cảm ơn. 29 vậy sống tiếp được, hắn khấp khển đi đến Lâm Thủ Khê trước mặt, muốn quỳ xuống, lại bị hắn đỡ dậy. Tiểu thất ở một bên nhìn xem một màn này, có chút đố kỵ, phản phất là đàn sói đang nhìn đưa già nua vương tiến đến viễn chinh. Đại gia dần dần rời đi, bóng đêm lạnh hơn, đơn bạc nguyệt vu trường không thanh lãnh treo, như chùm quan rơi xuống hắn áo đen bên trên. Giống vì hắn đánh tới xương. Đi thôi. Các đệ tử đều sau khi rời đi, tiểu thất nói, vu gia ở chỗ này sừng sững 300 năm không ngã, cho dù là xác rồng cũng không có thể đột phá cái này tường trắng, ngươi dù có chỗ đặc thù, khắp cả vu gia mà nói, cũng không còn cái gì quá không được. Ừm. Lâm thủ khê rời đi thời điểm liếc bầu trời một cái, nói, tối nay sẽ có mưa to tối nay trăng sáng sao thưa không gặp đám mây vì sao lại có mưa tiểu thất lắc đầu ta xem ngươi là điên thật rồi hắn trở lại hướng đêm cát tiến vào gian kia củ nát cỏ tranh trong phòng nhắm mắt dưỡng thần thời gian không ngừng trôi qua tiểu thất càng thêm an tâm đảo mắt trăng treo giữa trời thần thì chọn lựa nghi thức cũng đã kết thúc hết thảy giống như cũng rất thuận lợi cái gì cũng không có phát sinh tiểu thất nói ưm Tiểu Hòa ứng đã trở thành đại công tử thần thị, nàng chắc chắn rất nhanh bị đại công tử phong thái tinh phục, triệt để quên ngươi cái tiện nghi này sư huynh. Tiểu thất khó nhìn chăm chọc, hắn chán ghét lâm thủ khê trên mặt vẻ đạm nhiên, hắn muốn đem điều này dối trá thần sắc gõ vỡ nát, ngươi là người tốt, ngày thường vậy đẹp, nhưng so với đại công tử dạng này chân chính trích tiên nhân còn kém xa lắc quá xa. Ngươi, cam chịu số phận đi. Bầu trời bên ngoài bỗng nhiên tối sầm một chút, khi là mây đen khắp đi qua tiểu thất thò đầu ra nhìn lại phát hiện trên không đã là trời u ám trải qua sấm vang chớp giật về sau giọt mưa giáng xuống đảo mắt đã là mưa lớn chi thế tiểu thất nghe ồn ào tiếng mưa rơi giật mình hỏi ngươi còn biết xem thiên tượng hiểu sơ trận mưa này có thể thay đổi cái gì không tiểu thất hỏi lâm thủ khê không đáp hắn ngồi ở bên cửa sổ tỉnh xem bóng đêm im lặng không nói gì. Hắn đã đợi đến rồi mưa to, nhưng mưa chỉ là mưa, nơi đây không phải đất hạn hán lâu ngày. Không cần cam lâm. Không có ai biết hắn còn đang chờ đợi cái gì. Tiểu thất cảm thấy hắn chỉ là đang chờ đợi tử vong, chỉ là muốn tại tử vong trước bảo trì lại cái này một phần lạnh nhạt, đi được thể diện một chút, đây có lẽ là hắn cuối cùng chỉ có kiêu ngạo. Hắn thở dài, cũng không lại chê cười, cùng hắn cùng nhau chờ đợi tờ mờ sáng đến. Hướng đêm cắt ở vào vu gia cực vắng vẻ vị trí, suốt cả đêm, bọn hắn chỉ có thể nghe tới huyên tạp tiếng mưa rơi cùng không nghĩ lôi minh. Lại rất dài đêm cũng sẽ quá khứ. Bình minh. Vân chân nhân đúng hạn mà tới. Hắn tương tự quỷ mị. Gương mặt cũng được không giống quỷ. Lên đường. Tiểu thất vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Lâm thủ khê nhìn về phía vân chân nhân. Vân chân nhân vương tay, nhưng không có đi nhổ kiếm gỗ mà là lấy ra một khối ngân đúc bài đây là người thần thị bài vân chân nhân nói thần thị bài làm sao lại cho lâm thủ khê thần thị bài tiểu thất cứng tại nguyên địa hắn rất nhanh hiểu rõ ra liền vội hỏi là ai chết rồi kỷ lạc dương vẫn là vương nhị quan cũng không có vân chân nhân nói kia chẳng lẽ là nhỏ tiểu thất chấn kinh im lặng. Vân chân nhân nhìn hắn một cái, dọa đến hắn lập tức im lặng. Lâm thủ khê nhận lấy thần thị bài, đa tạ chân nhân. Vân chân nhân hỏi, người đã sớm biết. Lâm thủ khê không đáp. Vân chân nhân thở dài, nói, từ nay về sau, người chính là đại tiểu thư thần thị. Đại tiểu thư? Vu gia ở đâu ra đại tiểu thư? Tiểu thất rất là rối loạn. Lâm Thủ Khê không có đi Lý Tiểu Thất điên giống như thì thào tra hỏi, hắn ừ một tiếng, đem thần thị bài nhận lấy, hỏi, tên thật của nàng. Vu Ấu Hòa Chương 36, Trần Duyên Thời gian đẩy về đến đêm qua, Đại Công Tử được công nhận trích tiên nhân. Hắn ra đời ngày đó dự sư gặp được quỷ quyệt tin tượng, quanh năm ảm đạm huyền vũ tinh bởi vì hắn sáng tỏ lúc đó toàn bộ vu gia nuôi dưỡng chim tước cùng nhau kêu to cùng nhau chúc mừng đại công tử giáng sinh hắn bị coi là vu gia hy vọng năm tuổi năm đó hắn nói mình mơ tới một tòa cổ lâu kia là tiên sơn vân hải ở giữa lâu hắn chưa hề đi qua ở giữa tất cả chi tiết lại có thể miêu tả được rõ rõ ràng ràng hắn ở trong mơ gặp được phủ kính hà thụy chi quan trời xanh tại chính mình dưới chân gặp được to lớn như cá voi sinh vật tại trong biển mây lật múa. Hắn mộng thấy một cái tiểu thị nữ ngồi ở trong lầu, bảo vệ một chiếc đèn, trên đèn là một xa lạ danh tự, nhưng hắn cảm thấy kia là tên của mình. Càng là lớn lên, cái này mộng càng thêm rõ ràng. 10 tuổi năm đó, hắn nói cho Vân Chân Nhân, mình là chân tiên chuyển thế. Chân tiên không giống với ngưng hoàng về sau tiên nhân cảnh, chân tiên là một loại thân phận, bọn họ là thiên thần chuyển thế có thường cổ chảy xuôi đến nay huyết mạch, cao quý không tả nổi, diệu không thể kể. hắn nói mình là chân tiên lịch kiếp, ngày sau sẽ trở lại ngọn núi kia. Bái nhập tòa kia lâu, hắn tuy là chân tiên, lại sẽ không quên Vu gia dưỡng dục chi ân, hắn hứa hẹn muốn dẫn dắt Vu gia đi ra mảnh này hoang vu đại địa, chân chính sinh sống ở thánh hỏa phù hộ thổ nhưỡng ở giữa. 13 tuổi năm đó, miệng hắn tụng chân ngôn, khiến thiết thụ khai hoa. 14 tuổi năm đó, hắn mộng du thần cảnh, cùng rất nhiều qua đời tiên nhân từng cái đối lễ. 15 tuổi năm đó, hắn thậm chí một trận chui vào vu chúc hồ, dựa vào trực giác tìm được thần đình trước, chỉ tiếc thần đình đóng chặt. Hắn càng lớn lên càng là đạo cốt tiên phong, phản phất giống như một khối ngọc. Dần dần rút đi mỗi một tia tì vết, cuối cùng không nhiễm phiến cấu, ống ánh sáng long lanh. Hắn so vu gia tất cả mọi người trọng yếu. Dù là hắn nói, hắn khi lấy được trấn thủ đại nhân truyền thừa sau liền muốn rời khỏi cũng không có ai đưa ra bất kỳ dị nghị hắn hiện tại mặc dù tuổi nhỏ nhưng tất cả mọi người cảm thấy cho dù là người trong truyền thuyết thần cảnh với hắn mà nói cũng là vật trong bàn tay tiên nhân trích lạc hoang nguyên tiếp nhận cổ đại thần linh truyền thừa du lịch nhân gian thành đại đạo quy tiên núi đây là trong mắt thế nhân ca tụng cho nên tối nay đại công tử ngang ngược vân chân nhân ý khăng khăng muốn chọn tiểu hòa làm thần thị lúc vân chân nhân vậy lựa chọn tôn trọng không dùng được mấy năm hắn liền có thể đi được càng xa nhưng đại công tử cố sự tại tối nay im bặt mà dừng càng xa tương lai biến thành ảo ảnh trong mơ tòa này lầu cao bên trong không có lan xạ thơm cũng không có trải qua nhiều năm không tiêu tan mùi máu tanh thay vào đó là đầy đất máu tươi cùng một cổ thi thể đại công tử thi thể hắn nằm thẳng dưới đất trống rỗng con ngươi phản chiếu lấy hư ảo khung trang trí, bộ này tiên nhân giống như túi da giống như là rơi xuống xám, mất đi hết thảy hào quang. Đây là hắn yêu nhất phòng, có hắn yêu nhất họa, yêu nhất đàn, yêu nhất kiếm, bây giờ bọn chúng đều bị bôi lên lên máu, ô trọc không chịu nổi. Tại kiếm cắm vào thân thể, xuyên qua lòng ngực trước đó, hắn chưa hề nghĩ tới bản thân sẽ chết. Nửa canh giờ trước, vị này mới thần thì thiếu nữ vốn nên cùng hắn ký kết khế ước, có thể nàng đi vào trong lầu sau lại chầm chậm rút ra kiếm. Nàng rút kiếm động tác rất đẹp, như nước xanh xuất phát từ nham khe hở, như thác nước tả tại thiên hà, nàng phản phất vì giờ khắc này diễn luyện qua vô số lần, trong vỏ kiếm tràn đầy sát ý đều khắp như mây khói. Đại công tử Lơ Đỉnh, hắn cười tủm tỉm nhìn xem nàng, còn khen ngợi nàng dũng khí, cũng nói nguyện ý theo nàng chơi một chút, cũng tại về sau tha thứ lỗi lầm của nàng nhưng thiếu nữ lời kế tiếp làm hắn cũng cảm nhận được có chút phẫn nộ, hy vọng ngươi không nên quá yếu. Hắn tu đạo gần 20 năm, đây là hắn nghe qua nhất càng rỡ lời nói. Lưỡi kiếm vừa mới giao phong thời điểm, đại công tử xác thực chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, ép tới đối phương kiếm chiêu thở không nổi, nhưng chiến đến nửa đường, tiểu cô nương này bỗng nhiên cởi xuống trên tay nàng dây đỏ. Dây đỏ dường như thân thể nàng lực lượng phong ấn. Cởi ra thời khắc đó, cảnh giới thành chạy ra thân thể giả thú, đại công tử mơ hồ nghe được thần tước lệ minh, gặp được nguyên một phiến đè xuống bầu trời. Giữa bọn hắn chênh lệch cảnh giới bị nhanh chóng sang bằng, không những như thế, tiểu hòa còn mơ hồ càng cao một bậc. Hai người thuần túy cảnh giới chênh lệch cũng không lớn, đại công tử tin tưởng mình có thể bằng vào hơn người kiếm kỹ cùng trong mộng tiên nhân truyền thụ pháp thuật đưa nàng đánh bại. Nhưng hắn phát hiện, bản thân không phát ra được thanh âm nào. Trên thế giới này, một cái pháp thuật bị người sáng tạo, như vậy cái này người liền sẽ trở thành nhất pháp thuật nguyên điểm. Bất kỳ người nào thi triển pháp thuật này, cũng phải thu được người sáng lập cho phép, thu hoạch được cho phép phương pháp chính là chú ngữ. Lấy thanh âm đọc lên chính xác chú ngữ, pháp thuật tài năng có hiệu lực. Ví dụ như được xưng là vạn pháp căn bản tổ sư, nhục thể của hắn sớm đã tịch diệt, thần hồn lại trở thành một cái cự đại mà mông lung tồn tại, ghi chép ngàn vạn đạo pháp sở hữu tu tổ sư chi pháp người, đều có thể tại ngàn vạn dặm bên ngoài cùng tổ sư thần hồn tạo dựng liên hệ, có lúc, dù là ngươi không có một chút xíu tu vi, nhưng chỉ cần đọc lên chính xác chú ngữ. Ngoài vạn dặm tổ sư thần hồn liền sẽ sinh ra cảm ứng, lấy vĩ lực để pháp thuật có hiệu lực, hạ xuống trước mặt của ngươi. Sở dĩ rất nhiều người tu đạo đều truy cầu bản thân sáng tạo pháp thuật, nhường cho mình trở thành một mới tinh pháp thuật nguyên điểm, dạng này liền không cần hướng ngoại cầu người tóm lại thi triển pháp thuật cần thanh âm cho dù là mãnh liệt tiếng lòng nhưng hắn phát hiện đối phương lại có bóp tắt hết thảy thanh âm năng lực hắn liên tâm âm thanh đều không thể truyền đạt ra thân thể của mình pháp thuật mất đi hiệu lực sinh tử chém giết liền tại đao kiếm ở giữa hắn sở hữu kiếm thuật đều bị phá giải nàng vì hôm nay không biết luyện tập bao nhiêu lần thành thạo làm cho người khác đau lòng đại công tử thật sự đau lòng bởi vì kiếm đâm vào hắn trái tim. Hắn tan tác rất nhanh. Cuối cùng bị một kiếm đính tại trên vách tường, thần hồn suy sụp. Đây là... Vì sao? Đại công tử nhìn xem xuyên thủng trái tim kiếm, nói ra sau cùng lời nói. Hắn dù luôn nói làm sao tính được số trời, nhưng hắn vậy vẫn cảm thấy, bản thân cho dù là chết, cũng chết trong tương lai cùng sát rồng hoặc tà thần trong tranh đấu, chết ở chân tiên đại đạo chi tranh bên trong, tuyệt sẽ không là vu gia. Đây là hắn cuối cùng đi ra lồng chim, nhưng hắn còn chưa tới kịp đầy đặn cánh chim, liền bị đóng đinh chết ở đây. Lồng chim thành hắn quan tài. Hắn càng không nghĩ tới, giết chết hắn người là muội muội của hắn. Đại công tử chết rồi. Tòa lầu này sở hữu môn đều mở rộng ra, hoan nghênh đại gia tiến vào, tụ tập người càng đến càng nhiều, toàn bộ vu gia có danh tiếng đại nhân vật cơ hồ đều tới. Đang nghe tin tức này thời điểm, bọn hắn coi là đây chỉ là đại công tử một trò đùa hoặc là tự chém nhục thân niết bàn loại hình thần thuật cho nên khi bọn hắn ban sơ nhìn thấy thi thể thời điểm luôn cho là hắn sẽ đứng dậy lộ ra một vị tiên nhân giống như cười nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh thi thể chảy hết sau cùng nhiệt độ triệt để lạnh buốt vu gia đám người vây quanh cổ thi thể này xác nhận đây không phải trò đùa về sau mới run rẩy đem ánh mắt rơi vào trên người hung thủ vị này hung thủ đang ngồi ở bệ cửa sổ một bộ bó sát người áo đen đem dáng người phát họa vô cùng tốt nàng chân thon dài khoác lên một tấm quý báu trên ghế gỗ cửa sổ nửa mở nàng dựa vào cửa sổ ngắm nhìn phía ngoài bình minh trên mặt cũng không vui sướng ngược lại là mất hết cả hứng khi nhìn đến nàng về sau rất nhiều người như vậy vong thần thậm chí không còn đến xem thi thể trên đất không có người thấy cái này tóc tuyết áo đen tuyệt sắc thiếu nữ nàng giống như là trống rỗng xuất hiện là ngươi giết đại công tử. Ngươi đến tột cùng là ai? Cùng vu gia có gì thù hận? Đại công tử thế nhưng là tiên nhân chuyển thế, cho dù vu gia không thể làm sao ngươi, sau lưng của hắn tiên sơn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Công tử thần thị đâu? Hắn đi chỗ nào? Nhanh đi mời vân chân nhân. Đám người tại một lát yên tĩnh về sau, loạn thành hỗn loạn. Thiếu nữ không có đi để ý tới bọn họ kêu la ông sầm dù sao bọn hắn cũng không dám nhích lại gần mình. Trên cầu thang truyền đến đăng 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 tiếng bước chân, vu gia tam. Chương 36, Trần Duyên Thời gian đẩy về đến đêm qua, đại công tử được công nhận trích tiên nhân. Hắn ra đời ngày đó dự sư gặp được quỷ quyệt tin tượng, quanh năm ảm đạm huyền vũ tinh bởi vì hắn sáng tỏ lúc đó toàn bộ vu gia nuôi dưỡng chim tước cùng nhau kêu to cùng nhau chúc mừng đại công tử giáng sinh hắn bị coi là vu gia hy vọng năm tuổi năm đó hắn nói mình mơ tới một tòa cổ lâu kia là tiên sơn vân hải ở giữa lâu hắn chưa hề đi qua ở giữa tất cả chi tiết lại có thể miêu tả được rõ rõ ràng ràng hắn ở trong mơ gặp được phủ kính hà thụy chi quan trời xanh tại chính mình dưới chân gặp được to lớn như cá voi sinh vật tại trong biển mây lật múa hắn mộng thấy một cái tiểu thị nữ ngồi ở trong lầu bảo vệ một chiếc đèn trên đèn là một xa lạ danh tự nhưng hắn cảm thấy kia là tên của mình càng là lớn lên cái này mộng càng thêm rõ ràng mười tuổi năm đó hắn nói cho vân chân nhân mình là chân tiên chuyển thế chân tiên không giống với ngưng hoàng về sau tiên nhân cảnh chân tiên là một loại thân phận bọn họ là thiên thần chuyển thế có thường cổ chảy xuôi đến nay huyết mạch cao quý không tả nổi dịu không thể kể hắn nói mình là chân tiên lịch kiếp, ngày sau sẽ trở lại ngọn núi kia. Bái nhập tòa kia lâu. Hắn tuy là chân tiên, lại sẽ không quên vu gia dưỡng dục chi ân, hắn hứa hẹn muốn dẫn dắt vu gia đi ra mảnh này hoang vu đại địa, chân chính sinh sống ở thánh hỏa phù hộ thổ nhưỡng ở giữa. 13 tuổi năm đó, miệng hắn tụng chân ngôn, khiến thiết thụ khai hoa. 14 tuổi năm đó, hắn mộng du thần cảnh, cùng rất nhiều qua đời tiên nhân từng cái đối lễ. 15 tuổi năm đó, hắn thậm chí một trận chui vào vu trúc hồ, dựa vào trực giác tìm được thần đình trước, chỉ tiếc thần đình đóng chặt. Hắn càng lớn lên càng là đạo cốt tiên phong, phản phất giống như một khối ngọc. Dần dần rút đi mỗi một tia tì vết, cuối cùng không nhiễm phiến cấu, ống ánh sáng long lanh. Hắn so vu gia tất cả mọi người trọng yếu. Dù là hắn nói, hắn khi lấy được trấn thủ đại nhân truyền thừa sau liền muốn rời khỏi, cũng không có ai đưa ra bất kỳ dị nghị, hắn hiện tại mặc dù tuổi nhỏ nhưng tất cả mọi người cảm thấy cho dù là người trong truyền thuyết thần cảnh với hắn mà nói cũng là vật trong bàn tay tiên nhân trích lạc hoang nguyên tiếp nhận cổ đại thần linh truyền thừa du lịch nhân gian thành đại đạo quy tiên núi đây là trong mắt thế nhân ca tụng cho nên tối nay đại công tử ngang ngược vân chân nhân ý khăng khăng muốn chọn tiểu hòa làm thần thị lúc vân chân nhân vậy lựa chọn tôn trọng không dùng được mấy năm hắn liền có thể đi được càng xa nhưng đại công tử cố sự tại tối nay im bặt mà dừng càng xa tương lai biến thành ảo ảnh trong mơ tòa này lầu cao bên trong không có lan xạ thơm cũng không có trải qua nhiều năm không tiêu tan mùi máu tanh thay vào đó là đầy đất máu tươi cùng một cổ thi thể đại công tử thi thể hắn nằm thẳng dưới đất trống rỗng con ngươi phản chiếu lấy hư ảo khung trang trí bộ này tiên nhân giống như túi da giống như là rơi xuống xám mất đi hết thảy hào quang đây là hắn yêu nhất phòng, có hắn yêu nhất họa, yêu nhất đàn, yêu nhất kiếm, bây giờ bọn chúng đều bị bôi lên lên máu, ô trọc không chịu nổi. Tại kiếm cắm vào thân thể, xuyên qua lòng ngực trước đó, hắn chưa hề nghĩ tới bản thân sẽ chết. Nửa canh giờ trước, vị này mới thần thì thiếu nữ vốn nên cùng hắn ký kết khế ước, có thể nàng đi vào trong lầu sau lại chậm chậm rút ra kiếm. Nàng rút kiếm động tác rất đẹp, như nước xanh xuất phát từ nham khe hở, như thác nước tả tại thiên hà, nàng phản phất vì giờ khắc này diễn luyện qua vô số lần, trong vỏ kiếm tràn đầy sát ý đều khắp như mây khói. Đại công tử lơ đỉnh, hắn cười tủng tỉm nhìn xem nàng, còn khen ngợi nàng dũng khí, cũng nói nguyện ý theo nàng chơi một chút, cũng tại về sau tha thứ lỗi lầm của nàng. Nhưng thiếu nữ lời kế tiếp làm hắn cũng cảm nhận được có chút phẫn nộ, hy vọng ngươi không nên quá yếu. Hắn tu đạo gần 20 năm, đây là hắn nghe qua nhất càng rỡ lời nói. Lưỡi kiếm vừa mới giao phong thời điểm, đại công tử xác thực chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, ép tới đối phương kiếm chiêu thở không nổi, nhưng chiến đến nửa đường, tiểu cô nương này bỗng nhiên cởi xuống trên tay nàng dây đỏ. Dây đỏ dường như thân thể nàng lực lượng phong ấn. Cởi ra thời khắc đó, cảnh giới thành chạy ra thân thể giả thú, đại công tử mơ hồ nghe được thần tước lệ minh, gặp được nguyên một phiến đè xuống bầu trời. Giữa bọn hắn chênh lệch cảnh giới bị nhanh chóng sang bằng, không những như thế, tiểu hòa còn mơ hồ càng cao một bậc hai người thuần túy cảnh giới chênh lệch cũng không lớn đại công tử tin tưởng mình có thể bằng vào hơn người kiếm kỹ cùng trong mộng tiên nhân truyền thụ pháp thuật đưa nàng đánh bại nhưng hắn phát hiện bản thân không phát ra được thanh âm nào trên thế giới này một cái pháp thuật bị người sáng tạo như vậy cái này người liền sẽ trở thành nhất pháp thuật nguyên điểm bất kỳ người nào thi triển pháp thuật này cũng phải thu được người sáng lập cho phép Thu hoạch được cho phép phương pháp chính là chú ngữ. Lấy thanh âm đọc lên chính xác chú ngữ, pháp thuật tài năng có hiệu lực. Ví dụ như được xưng là vạn pháp căn bản tổ sư, nhục thể của hắn sớm đã tịch diệt, thần hồn lại trở thành một cái cự đại mà mông lung tồn tại, ghi chép ngàn vạn đạo pháp. Sở hữu tu tổ sư chi pháp người, đều có thể tại ngàn vạn dặm bên ngoài cùng tổ sư thần hồn tạo dựng liên hệ, có lúc, dù là người không có một chút xíu tu vi, nhưng chỉ cần đọc lên chính xác chú ngữ. Ngoài vạn dặm tổ sư thần hồn liền sẽ sinh ra cảm ứng, lấy vĩ lực để pháp thuật có hiệu lực, hạ xuống trước mặt của ngươi. Sở dĩ rất nhiều người tu đạo đều truy cầu bản thân sáng tạo pháp thuật, nhường cho mình trở thành một mới tinh pháp thuật nguyên điểm, dạng này liền không cần hướng ngoại cầu người. Tóm lại, thi triển pháp thuật cần thanh âm, cho dù là mãnh liệt tiếng lòng. Nhưng hắn phát hiện, đối phương lại có bóp tắt hết thảy thanh âm năng lực, hắn liên tâm âm thanh đều không thể truyền đạt ra thân thể của mình pháp thuật mất đi hiệu lực sinh tử chém giết liền tại đao kiếm ở giữa hắn sở hữu kiếm thuật đều bị phá giải nàng vì hôm nay không biết luyện tập bao nhiêu lần thành thạo làm cho người khác đau lòng đại công tử thật sự đau lòng bởi vì kiếm đâm vào hắn trái tim hắn tan tác rất nhanh cuối cùng bị một kiếm đính tại trên vách tường thần hồn suy sụp đây là vì sao? Đại công tử nhìn xem xuyên thủng trái tim kiếm, nói ra sau cùng lời nói. Hắn dù luôn nói làm sao tính được số trời, nhưng hắn vậy vẫn cảm thấy, bản thân cho dù là chết, cũng chết trong tương lai cùng sát rồng hoặc tà thần trong tranh đấu, chết ở chân tiên đại đạo chi tranh bên trong, tuyệt sẽ không là vu gia. Đây là hắn cuối cùng đi ra lòng chim, nhưng hắn còn chưa tới kịp đầy đặn cánh chim, liền bị đóng đinh chết ở đây. Lòng chim thành hắn quan tài. Hắn càng không nghĩ tới, giết chết hắn người là muội mùi của hắn. Đại công tử chết rồi. Tòa lầu này sở hữu môn đều mở rộng ra, hoan nghênh đại gia tiến vào, tụ tập người càng đến càng nhiều, toàn bộ vu gia có danh tiếng đại nhân vật cơ hồ đều tới. Đang nghe tin tức này thời điểm, bọn hắn coi là đây chỉ là đại công tử một trò đùa, hoặc là tự chém nhục thân niết bàn loại hình thần thuật, cho nên khi bọn hắn ban sơ nhìn thấy thi thể thời điểm, luôn cho là hắn sẽ đứng dậy, lộ ra một vị tiên nhân giống như cười nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh thi thể chảy hết sau cùng nhiệt độ triệt để lạnh buốt vu gia đám người vây quanh cổ thi thể này xác nhận đây không phải trò đùa về sau mới run rẩy đem ánh mắt rơi vào trên người hung thủ vị này hung thủ đang ngồi ở bệ cửa sổ một bộ bó sát người áo đen đem dáng người phát họa vô cùng tốt nàng chân thon dài khoác lên một tấm quý báu trên ghế gỗ cửa sổ nửa mở nàng dựa vào cửa sổ ngắm nhìn phía ngoài bình minh trên mặt cũng không vui sướng ngược lại là mất hết cả hứng khi nhìn đến nàng về sau rất nhiều người như vậy vong thần thậm chí không còn đến xem thi thể trên đất không có người thấy cái này tóc tuyết áo đen tuyệt sắc thiếu nữ nàng giống như là trống rỗng xuất hiện là người giết đại công tử người đến tột cùng là ai cùng vu gia có gì thù hận đại công tử thế nhưng là tiên nhân chuyển thế cho dù vu gia không thể làm sao ngươi, sau lưng của hắn tiên sơn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Công tử thần thị đâu? Hắn đi chỗ nào? Nhanh đi mời vân chân nhân. Đám người tại một lát yên tĩnh về sau, loạn thành hỗn loạn. Thiếu nữ không có đi để ý tới bọn họ kêu la ông sầm. Dù sao bọn hắn cũng không dám nhích lại gần mình. Trên cầu thang truyền đến đăng 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 tiếng bước chân, vu gia tam. vũ chém ra không ánh sáng mang. Mưa sối xả giống như là xuyên thấu thời gian ngăn cách, đem 14 năm trước cùng hôm nay liên kết lại với nhau. Con ngươi của nàng bên trong bỗng nhiên hiện ra huyễn tưởng. Kia là đương thời, máu me đầm địa nàng nằm ở trong lòng, khải hoàng gia chủ ngồi ở chỗ cao, lạnh lùng kiêu ngạo nhìn xuống hết thảy, một vị dung mạo xinh đẹp, đã có mang thai nữ tử ở một bên đánh đàn, tiếng đàn linh linh, như lạc lối trong rừng hương. Nàng có thể nghe hiểu tiếng đàn, có thể nghe hiểu nạn mờ mịt, các nạn đều bị vây ở trong lòng, chỉ có hữu hình cùng vô hình phân chia. Vu gia gánh vác lấy trấn thủ chi thần bí mật. Nàng cũng gánh vác lấy bạch hoàng bí mật, thần minh đem bí mật ban cho phạm trần sinh linh lúc, không ở ý bọn họ mạnh yếu, bởi vì tại những cái này truyền thuyết cuối thần linh mà nói, trần thế chính là bụi bậm kết thành thế giới, hạt bụi nhỏ không một phân biệt. Nhưng cho dù là hạt bụi nhỏ, nàng vẫn là hạt bụi nhỏ bên trong cường đại loại này nếu không phải nàng đương thời vừa mới sinh hạ trứng căn bản không thể là vì vu gia chỗ vây quét bắt được kia là nàng vất vả sinh hạ hài tử lại tương lai không kịp đem ấp trứng liền tại hỗn chiến bên trong vỡ vụn thành vẫn đục tương dịch bọn chúng chảy xuôi đầy đất giống như là làm người nổi điên máu bóng đen nhảy lên thật cao đụng gãy mấy cây xà nhà một kiếm vung ra đem rèm vải bên trong đánh tới quỷ vật chém vỡ bọn chúng rơi xuống mặt đất, biến thành thải sắc vặn vẹo dòi. Đỏ qua mặt nạ bóng đen đưa tay, nàng thân hình lay động, huy kiếm lại chém. Tỉnh mịch trong đêm, nàng mơ hồ lại gặp được nữ tử kia. Nàng đã nhớ không rõ cái kia đánh đàn cô gái dung nhan, chỉ nhớ nàng cách chiếc lồng trong lại mắt, cặp con mắt kia bên trong có khiếp nhược, có sợ hãi, có quan hệ cắt, cũng có. Đồng bệnh tương liên. Nàng không có bị bản thân dọa lùi, ngược lại thường thường cho nàng cho ăn, ngay lúc đó nàng cho rằng đây là vu gia mưu kế, muốn dùng cái này đến buông lỏng nội tâm của mình. Liền gọi ngươi ụt ụt đi. Lúc đó nàng quá mức suy yếu, chỉ có thể phát ra lẩm bẩm thanh âm, cô gái phản ứng ngây thơ phải làm cho nàng cảm thấy hư giả. Suy nghĩ xuyên qua ở giữa, vu gia cơ quan như tề phát vạn tiễn, nồng nặc sát ý như như bài sơn đảo hải đè xuống mưa xối xả. Nàng đón nhận mưa xối xả mưa xối xả bên trong, bé gái cất tiếng khóc chào đời, vu gia cãi lộn không thôi. Đương thời là dự sư chỉ về phía nàng trong bụng hai tử, nói đây là thiên mệnh. Như vu gia tự tiện giết nàng, chắc chắn sẽ bị đến thiên khiển, gia chủ tin, nhưng hài tử ra đời đêm đó, dự sư điên rồi. Không có người sẽ lại tin tưởng một cái bà điên chuyện ma quỷ. Sớm đã trong gia tộc góp nhặt mấy tháng bất mãn trong vòng một đêm bộc phát, hài tử thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Khuy khoát, môn bỗng nhiên mở ra, một cái nửa người dưới đều là máu tươi tuổi trẻ nữ tử bò tiến đến, nàng bọc lấy gã sai vặt quần áo, không biết như thế nào từ hỗn loạn bên trong chạy đến cái này tới, nàng lấy ra trọng được chìa khóa, run rẩy mở ra cửa lòng sắt. Ngươi chỉ bất quá cho ăn qua ta mấy lần cơm. Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Ta đối với các ngươi vu gia hận thấu xương, bao quát ngươi, ngươi thả ra là ác ma. Đó là ngươi hài tử trong cơ thể nàng chảy xuôi ô trọc máu ta sẽ không cảm kích ngươi ta sẽ ăn hết nàng trẻ tuổi nữ tử nằm ở trong vũng máu gương mặt xinh đẹp như thế trắng được không nhường cho người cảm thấy thê diễm nàng trước khi chết bờ môi mấp máy không biết nói ra nguyền rủa vẫn là chúc phúc hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ ảm đạm bầu trời rơi xuống bầu trời luôn luôn như vậy cao dù là sinh ra hai cánh cũng chỉ là bay lượn tại vô pháp sánh bằng trong tuyệt vọng màu đen lông quạ mở ra lóa mắt đường vòng cung. Trong các cung phụng hết thảy đều như muốn sụp đổ sập, gia chủ ngồi ở trung ương nhất, ngón tay của hắn cơ giới động lên, điều khiển cái này to lớn binh khí thẳng hướng đạo hắc ảnh kia. Đại công tử trong điện, từng đạo tơ máu vậy lạnh lùng phun tung tóe lấy. Tiểu hòa nhìn xem cừu nhân từng cái ngã vào trong vũng máu, trên mặt nhìn không có nửa điểm cười, nàng nhìn rối bời hết thảy, trong đầu nổi lên từ nhỏ đến lớn trải qua từng màn tràn cảnh nàng 14 năm nhân sinh giống như là một trận hình phạt. Khi còn bé, nàng tại trong vùng đầm lầy sờ soạn lần mò. Tại tuyết bên trong kiếm ăn, trong rừng bên trong chém giết, nàng cánh tay gầy yếu, trên tay chỉ có một thanh rỉ sét đau bổ củi, nàng tùy thời tùy chỗ đều sẽ chết đi, nàng cảm thấy còn sống không bằng chết đi. Kia là tối tâm không ánh mặt trời thời gian, cô cô dạy cho nàng nói chuyện về sau, liền không cùng nàng nhiều lời qua bất luận cái gì thêm lời thừa thải. Sinh tồn là có giá cao. Nàng may mắn từ cái kia đêm mưa sống tiếp được, chính là gánh vác lấy tội nghiệp cùng cưu hận. Nàng bay lượng chưa từng là mây trắng như như thương lam trời nắng, mà là mưa to không ngừng đêm, tại dạng này trong đêm. Mềm mại vũ hóa làm sắc thép lưỡi đao, đây là nàng tồn tục khôi giác. Nàng cứ như vậy khổ tu 14 năm. Một đoạn thời khắc, thiếu nữ trên khuôn mặt lạnh lẽo đột nhiên hiện ra vẻ giận dữ. Nàng xoay người, một thanh bóp lấy đại công tử thi thể cái cổ đem hắn cầm lên, màu nhạt trong con người sát ý tăng vọt. Ngươi làm sao? Như thế yếu. Tiểu hòa nghiến răng nghiến lợi. Ngươi không phải trích tiên sao? Ngươi không phải chân tiên chuyển thế sao? Ngươi không phải vu gia 300 năm duy nhất thiên tài sao? Tiểu hòa lớn tiếng quát hỏi, ngươi làm sao? Như thế yếu. Nàng một tay lấy thi thể vung mạnh trên mặt đất. Bỗng nhiên quay đầu. Vì các ngươi những người này, ta lại phải thừa nhận thống khổ như vậy, liền vì. Các ngươi những người này. Đại công tử không làm được trả lời, thi thể của hắn nặng nề mà đập xuống đất, thần tiên giống như túi da đã mặc người chà đạp. Hồi ức lần nữa đè xuống. Ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ, một rất trọng yếu địa phương. Các nàng bay qua vô số núi tuyết. Nàng sắp chống đỡ không nổi lúc, Thái Dương từ đông phương dâng lên trước mắt núi tuyết bị chiếu thành kim sắc. Đây là nơi nào? Không nên hỏi. Đây là cái gì? Không nên hỏi. Ta muốn làm cái gì? Uống xong nó. Nàng đem uống cạn, đau đến lăn lộn đầy đất, một trận cầu cô cô giết chết chính mình. Rất lâu sau đó, nàng mới biết được kia là thần minh tủy máu. Nàng tóc biến trắng, nàng mắt trở thành nhạt, nàng có thể rõ ràng hơn cảm giác thế giới này thậm chí cảm thấy phải tự mình có thể triển khai hư ảo cánh đi hướng phần mộ giống như thương khung bọn hắn hút máu của ta nhổ ta vũ gõ ta tuỷ chính là muốn muốn lấy được phần này đồ vật ta vốn là muốn đưa nó cho ta hài tử ta không phải con gái của ngươi sao ngươi là cừu nhân nữ nhi cô cô khàn cả giọng hô to nàng quay đầu lại hai gò má có chút lõm lộ ra vẻ già nua mặt lộ ra vẻ dữ tợn nàng giống như là điên rồi ánh mắt lại tỉnh táo được dọa người nàng bắt lấy bờ vai của nàng như đau móng tay bóp nhập nàng trong thịt nữ nhi của ta đã sớm chết rồi ta đưa ngươi nuôi dưỡng lớn lên ngươi chính là nữ nhi của ta trừ cho ngươi ta còn có thể cho ai thương tiếc cùng căm hận tại cùng một khuôn mặt bên trên biến ảo cuối cùng nàng ông bản thân gào khóc khóc đến tê tâm liệt phế khóc đến khàn khàn khó nghe khóc đến nàng không đành lòng nghe thiểm điện ở trong mây xuyên qua tiếng sấm đinh tai nhức ốc Lúc còn rất nhỏ, cô cô liền nói cho nàng, thiểm điện là bầu trời rủ xuống cái thang, tất cả mọi người có thể nhìn thấy nó, nó nhưng cũng chớp mắt là qua, chỉ có chân chính cường đại người, có thể duyên lấy cái này uống lượng lôi điện mà lên, đến xem thấy lam trong bầu trời sau bí ẩn. Như thế nào trở thành chân chính cường đại người đâu? Dưới núi ấm áp như vậy, chúng ta vì cái gì cũng nên ở tại nơi này đỉnh núi nơi này tuyết một ngàn năm vậy hóa không được. Bởi vì một ngày nào đó, ngươi sẽ đi hướng một tòa chân chính núi tuyết. Chân chính núi tuyết. kia là cực đông chi địa núi tuyết. Trên tuyết sơn một gốc thông thiên như mộc, truyền thuyết, chỉ cần leo lên tòa kia núi tuyết, nhìn thấy gốc kia như mộc, liền có thể trở thành thiên hạ bầy yêu chung chủ. Ngươi một ngày nào đó muốn đi tới đó, không cần. Khiến ta thất vọng. Tiểu Hòa đi đến bên cửa sổ, mặt mũi tràn đầy nước mưa. Vân chân nhân mệt mỏi đi trở về. Hắn vốn có thể mạnh mẽ xông tới các chủ lâu, ý đồ ngăn cản hết thảy tiếp tục phát sinh, nhưng hắn thực tế quá mệt mỏi, mệt mỏi thậm chí có chút mở mắt không ra. Đột nhiên vang lên chim hót bị lôi điện đánh xuyên. Các chủ bên trong loạn giống như là vừa đã trải qua một trận bạo tạc. Đỏ quả mặt nạ bóng đen xông qua tầng tầng cản trở đi tới lão gia chủ trước mặt, nàng cũng mình đầy thương tích, vỡ vụn sau mặt nạ, là chính nàng cũng không nhìn nhìn mặt. Trong cơ thể nàng chú cùng độc rất rất nhiều, nàng đều vô pháp xác định, mình là làm sao sống tới ngày nay, có lẽ chính là vì hoàn thành sau cùng chấp niệm đi. Nàng hoàn thành nàng chấp niệm. Chỉ là cuối cùng, nàng thậm chí không phân rõ, người trước mắt là chết già, còn là bị nàng giết chết. Gia chủ chết đi, đồng quy vu tận hung minh đại trận đồng thời triển khai, nàng không chỗ có thể trốn nàng cũng không còn nghĩ tới muốn hoặc là đi ra cao ốc nàng quỳ trên mặt đất phẫn nộ mà không cam hô to cô cô loáng thoáng ở giữa nàng nghe thấy thiếu nữ đang gọi nàng nàng quay đầu lại phía sau là hơi nước tràn ngập đêm nàng đối cái này băng lãnh chi dạ lộ ra trong cuộc đời chỉ có ôn nhu cười tử vong nuốt sống tính cả nàng ở bên trong sở hữu sinh sống ở mảnh này ô trọc thổ địa bên trên khó tránh khỏi muốn gánh vác nó mang tới nghiệt nợ, thần minh, tà linh, sát trồng, chân tiên. Vô số người bởi vì nó mà si, cũng có vô số người bởi vì bọn chúng mà chết. Tiểu Hoa lặng lặng đứng ở trong lầu, chờ đợi hết thảy đều mất đi âm thanh. Nàng ở nơi đó lập cực kỳ lâu. Mưa dần dần ngừng. Trống rỗng bầu trời vẫn tung bay tơ mỏng. Nàng phản phất có thể nhìn thấy nơi đó có một con hát điểu tại xoay quanh, xoay quanh, nàng bị vây ở đêm đó mưa xối xả bên trong cả đời không được rời đi mãi cho đến tử vong giáng lâm nàng mới an nhiên ngủ hòa tan ở thê lãnh trong đêm lại qua hồi lâu tiểu hòa từ trên người chính mình cởi xuống thần thị bài đưa cho vân chân nhân đem hắn cho ta sư huynh đi tiểu hòa nói ngươi vì sao không tự mình đi vân chân nhân hỏi ta đi trang điểm tiểu hòa nói Chương 38, tiên lâu đèn tắt hẻm sương tiễn đến. Vân không sơn cao vút trong mây. Ở giữa trong có thuyền ngọc bồng bền, có răng cá voi bốc lên, có tiên lâu tỉnh treo. Tiên lâu ở vào dãy núi chi đỉnh, minh ngói làm đỉnh, đang sơn sắc lâu thể âm hộp giống như chuyển động, khuấy động chảy qua mây. Núi có lơ lửng hai thác nước, một là trong vắt nước chảy, một là sôi sùng sục dung nham, bọn chúng như phi quải đá núi đai ngọc, gào thét lên bay vào mênh mông trong mây. Đây là trần thế chỗ cao nhất một trong, mỗi khi gặp mạng đêm buông xuống, cho dù là xa xôi tinh thần cũng giống là gan tất đối mặt đôi mắt. Tiên lâu bên trong, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương ngay tại một chiếc đèn trước ngủ gật. Tên của nàng gọi Bạch Trúc là tiên lâu mới tới tiểu đệ tử, tạm thời bị đánh phát vì gác đèn thị nữ. Chức trách của nàng chính là chăm sóc trước mắt chiếc đèn này. Đèn không một chút nào đẹp mắt. Nó không có chụp đèn lại sẽ không bị thổi làm lay động, không có bất đèn lại vĩnh viễn sẽ không đốt hết bọn chúng từ đầu đến cuối ở đây đứng thẳng đèn diễm kỳ diệu thiêu đốt mà loại này kỳ diệu tiếp tục lâu liền trở thành nhàm chán đẹp mắt bạch chút nhìn xem khó coi đèn thật nhàm chán a à. nhàm chán nàng liền bắt đầu nhìn quanh phong cảnh phía ngoài chờ đợi vị kia sư tỷ hoặc là sư huynh trở về còn sư tôn ra ngoài thật nhiều biết bao năm cũng không biết có thể hay không trở về tiên lâu bên ngoài như vậy đẹp nàng nhìn to lớn vô cùng vân kình cuốn lâu mà qua, nhìn xem linh thú giữa khu rừng chạy băng băng, nhìn xem tiên thực tại vườn trồng trọt bên trong đánh nhau, tiểu kỳ lân còn thỉnh thoảng sẽ xâm nhập trong lầu, tại nàng mép váy cọ qua cọ lại, nàng đưa tay đi trêu cợt, lại nghe kỳ lân phát ra con việc nhỏ giống như tiếng kêu, chạy như một làn khói ra ngoài. Ai, sợ cái gì nha? Tiểu Bạch chút biết rõ, kỳ lân có thế dự cảm chẳng lành, cho nên tâm cũng có chút bối rối có thể giống như vậy tiên lâu, toàn bộ vân không sơn cũng chỉ có ba tòa, có sư tôn pháp bảo tòa trấn, lại có thể phát sinh như thế nào chẳng lành sự tình đâu. Tiểu Bạch Trúc nằm xuống lại trên bàn nhìn xem kia ngọn đèn. Bỗng nhiên, chiếc đèn này đèn diễm xảy ra kịch liệt run run. Đây là chưa hề phát sinh qua sự tình. Bạch Trúc có chút giật mình, nàng vươn tay, muốn đem hỏa diễm vuốt thẳng, ngón tay ba được hợp lại, ngọn lửa lại tại giữa ngón tay dập tắt. Bạch Chúc ngây ngẩn cả người. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Song song, tốt Bạch Chúc gặp chuyện xấu. Bạch Chúc đáng kinh ngạc hoảng rồi. Nàng biết rõ đèn này ý vị như thế nào. Vân Không Sơn có ba tòa tiên lâu, ba tòa tiên lâu chủ nhân tại thần Sơn địa vị gần với thần Sơn thủ tọa đại nhân. Thế hệ này thủ tọa đại nhân sắp qua đời, đời tiếp theo thủ tọa đem từ ba tòa tiên lâu lâu chủ bên trong tuyển ra tiên lâu lâu chủ đều là thần tiên nếu là luận võ tranh đấu chắc chắn đánh được lông trời lỡ đất cho nên trăm năm trước đó mỗi người bọn họ nhường cho mình một vị đệ tử tiến về phàm trần lịch luyện lịch tam thế chi kiếp đến lúc đó ai đệ tử đạo hành tối cao vị nào lâu chủ liền có thể từ tiên lâu phi không cái này nhìn như đơn giản đổ ước ở giữa lại là tính toán xảo diệu kia ba vị đệ tử lâm vào cái này đến cái khác trong cục nhiều lần quên mất bản ngã suýt nửa triệt để mê tan bạch chúc biết rõ nhà nàng tiên lâu công tử là sớm nhất khám phá mê chướng không có gì bất ngờ xảy ra công tử sang năm liền có thể về núi nhưng bỗng nhiên linh đang vang động gió nhẹ thổi nhập trong lầu như nguyệt bị rọc xuống một mảnh từ gió nâng đến nhẹ nhàng rơi vào nơi đây qua loa phòng mờ mờ một lần xinh đẹp bạch chúc lưng thẳng tắp nàng quay đầu hốt hoảng hô một tiếng tiểu sư tỷ Đầu đội chạm rỗng liên hoa kim quan tuổi trẻ nữ tử đứng ở cổng, ánh sáng nhạt tại nàng váy trắng bên trên du động, tại trong lầu lâu bên ngoài sáng tối ở giữa phát họa ra yếu điệu ảnh. Dãy núi nằm động trên mạng, tầng tầng lớp lớp váy trắng tản ra, bọn chúng giống như là trong núi tuôn ra mây trắng, trôi toàn thân thân, như gió lại qua loa thổi mạnh chút liền có thể đem phủi nhẹ. Không tì vết váy trắng nữ tử mặt mày thanh lãnh. Nàng là sư tôn tọa hạ đệ tử đắc ý nhất, đã từng là tôn quý vương nữ, bây giờ là 19 tuổi tiên nhân, trong lúc giơ tay nhất chân đều có gột rửa không hết lạnh lùng kiêu ngạo chi khí. Tiểu sư tỷ đi tới bạch chút bên người, nhìn qua kia dập tắt đèn diễm, đầu lông mày nhíu lên. Nàng rất ít quan tâm trần thế sự tình, nhưng việc này liên quan sư tôn đại đạo, nàng cũng không dám qua loa. Tiểu sư tỷ, Bạch chút tiểu xảo thân thể quỳ rạp trên đất, rung giọng nói, tiểu sư tỷ, cái này thật không phải là tiểu bạch chút làm gì, ta, ta không phải cố ý, ngươi không có bản sự kia. tiểu sư tỷ thanh lãnh mở miệng, a, à, bạch chút chấn động, chuyển buồn làm vui, nàng vỗ vỗ bộ ngực của mình, kia thật là quá tốt rồi, nhỏ yếu bạch chút quả nhiên không làm được đáng sợ chuyện xấu. nàng lặng lẽ quan sát tiểu sư tỷ liếc mắt, lại vội vàng nói, không đúng, không một chút nào tốt, đèn này diệt sư tôn nhưng làm sao bây giờ hoa bạch chút bụng mặt khóc lên mặc dù không có nước mắt nhưng khóc đến rất chân thành tiểu sư tỷ cũng không để ý tới nàng nàng nhìn kia ngọn đèn sau một hồi cũng là nhẹ nhàng lắc đầu như thế nào diệt đâu ngọc bạch ngón tay thon dài nhẹ nhàng rơi xuống cây đèn bên trên đèn diễm mấy lần muốn phục nhiên cuối cùng lại đều trở nên yên ắng vị này đệ tử vẫn là đời trước lâu chủ tại vị thì nhập phàm trần lịch luyện nàng cũng nhiều lần tính qua hắn cuối cùng một kiếp tuy có hung hiểm cũng không nên có trở ngại đây là chuyện gì xảy ra có cái gì tự mình đo tính bên ngoài đồ vật tham gia trong đó sao tiểu sư tỷ bạch chúc giơ lên tay nhỏ xung phong nhận việc nói để cho ta đi xem một chút đi sư tôn nhiều năm chưa từng về lâu ta tới vi sư tôn phân ưu thế sư huynh nhặt xác không cần váy trắng tiên tử mềm nhẹ mở miệng nàng giơ tay lên một đám tiên hạt từ trong mây bay tới, giống bị vô hình chi phong vặn vì một đợt. Cuối cùng rơi xuống nàng trong lòng bàn tay, đã là một thanh toàn thân thuần trắng kiếm. Nàng đem thanh kiếm này đặt nằm ngang sau thắt lưng. Tiểu sư tỷ chẳng lẽ muốn tự mình Bạch Chúc giật nảy mình, tuyệt đối không thể nha, sư tỷ chính là thiên kim vạn kim chi thể, sao có thể tiến vào loại kia ô trọc không chịu nổi chi địa, sư tỷ như đi, Bạch Chúc sẽ thương tâm. Ta như đi xa, ngươi liền lại có thể vùng trộm chuồng đi chơi đúng không váy trắng tiên tử ôn nhu mở miệng hời hợt cắt đứt bạch chút lời nói bạch chút sững sờ vô ý thức sờ sờ bản thân tâm hận không thể khen một câu sư tỷ mắt sáng như đuốc nhưng nàng đương nhiên không dám dù sao tiểu sư tỷ đánh gậy thế nhưng là rất đau tiểu sư tỷ oan uổng nha bạch Chúc vì chính mình kêu oan ta chỉ là một lòng vì sư tỷ suy nghĩ nếu không ta thế sư tỷ đi thôi bạch chúc cũng là rất lợi hại váy trắng tiên tử không để ý tới nàng phiêu nhiên quay người chỉ lạnh lùng lưu lại một câu hảo hảo đọc sách sư tỷ khi trở về muốn kiểm tra việc học bạch chúc yếu ớt lên tiếng tiên tử đã không thấy bóng dáng vu gia mưa xối xả về sau giữa thiên địa cũng không có sáng sủa tươi mát cảm giác rõ ràng đã đến tờ mờ sáng canh giờ trời nhưng như cũ ảm đạm một mảnh xám trắng mây mưa đụng chạm rơi cái không thôi tiểu thất từ đầu đến cuối không rõ xảy ra chuyện gì hắn chỉ thấy vân chân nhân cùng lâm thủ khê rời đi mãi cho đến bóng lưng biến mất ở hướng đêm trong cát con đường phía trước chính ngươi đi thôi một đầu thật dài đường tắt trước vân chân nhân nói chân nhân muốn đi nơi nào lâm thủ khê hỏi nghiệt trì vân chân nhân nói trong miệng ngươi cổ kia tà linh là ta cuối cùng lo lắng sự tình ta muốn đi xem một chút chân nhân cẩn thận Lâm Thủ Khê nói. Ta xem ngươi là tại kỳ vọng ta bị tà linh giết chết. Vân chân nhân thản nhiên nói. Tà linh còn tại ngủ say, nó khoảng cách thức tỉnh còn kém hai cổ thi thể. Nếu là tỉnh rồi đâu? Vậy ta hy vọng các ngươi đồng quy vu tận. Lâm Thủ Khê bình tĩnh nói. Vân chân nhân nở nụ cười, hắn cũng không phải là bao nhiêu khoan dung độ lượng người, nếu không phải vì thần linh truyền thừa, hắn sẽ tại chỗ giết chết thiếu niên này hết thảy đều vì kế thần đại điển. Vân chân nhân đè xuống sở hữu nặng nề suy nghĩ, nhàn nhạt nghĩ đến, nói, nhờ lời chúc của ngươi. Thấy vân chân nhân muốn ly khai, lâm thủ khê hỏi, chân nhân không thay ta giải trừ quan khiếu phong ấn sao? Nhưng nàng đến thay ngươi giải đi. Vân chân nhân nói, lâm thủ khê không tới kịp phản đối, vân chân nhân liền biến mất không gặp, hắn nhìn về phía trước tràn ngập nặng vụ ngõ nhỏ, nhăn lại lông mày trong lòng lại lần nữa sinh ra tâm tình bất an. Ngõ hẻm này không ngắn, nhưng cũng không tính là quá lâu. Đi đến cuối cùng lại rẽ trái, liền có thể rất nhanh đến đại công tử lâu. Ngõ nhỏ hai đầu đèn lồng đã sớm bị đêm qua mưa xối xả dội tắt, có bị vọt tới trên mặt đất, ngã trái ngã phải, có vẫn như cũ treo ở phía trên, nhìn xem thê thảm, vụ tại mờ tối trong ngõ nhỏ chậm rãi chảy xuôi, thiếu niên mặc áo đen thành nơi đây duy nhất thân ảnh hắn nhớ tới thành chết trận kia sương mù, sương mù giống như là vuốt ve hắn dinh dính tay, để hắn cảm thấy khó chịu, mà cái này 72 đạo phong ấn cũng giống là đinh nhập hắn thân thể ngón tay, tăng thêm hắn khó chịu. Nhưng hắn không có dừng bước. Lâm Thủ Khê vẫn như cũ lựa chọn bước chân vào đầu này nhìn như tầm thường thẳng tắp trong hẻm nhỏ. Thật dài ngõ hẻm giống như là một chi cây sáo, không có lỗ thủng, lại bị tới tới lui lui gió thổi ra khóc nuốt tiếng vang. Xa xa lầu cao, một cái bóng đen dựa vào sơn đỏ cột gỗ, đều đều hô hấp lấy, trong tay là một trương kình nỏ. Lấy chân đạp ở cung nỏ phần đầu, dây cung kéo căng, tiễn nhập trong rảnh, quay người, như ưng ánh mắt rơi vào trong hẻm nhỏ, hẻm nhỏ sương mù là thiên nhiên che đậy, nó khi thì nồng đậm không thể gặp, khi thì lại bị gió pha loãng, mơ hồ có thể nhìn thấy di động bóng người. Đầu mũi tên đang run rẩy. Cầm nỏ người hô hấp không còn đều đều, lộ ra có chút kích động, khẩn trương hẻm nhỏ chỉ có một đầu đường dài qua chính là chỗ rẻ, giết người cơ hội không có quá nhiều thậm chí chỉ có một tiễn hình như có thiên ý buông rèm thần phong chợt đột nhiên đem sương mù dày đặc quấy tảng đi chút cơ hội chớp mắt là qua chi này giết người tiễn nắm chắc tại giờ khắc này khóa lại này thiếu niên mặc áo đen thân ảnh ngón tay đã mất đến một vịn bên trên khẽ nhúc nhích chương 39, máu ngõ hẻm. Bất kỳ địa phương nào đều có thể giết người, mật thất, phố xá sầm uất, tam giáo cửu lưu hội tụ đung gôn, cửu ngũ chí tôn ở cao kim loan điện. Nhưng vô luận là ở đâu bên trong, hoặc là phẫn nộ, hoặc là nhiều năm căm hận dân lên, hoặc là một khi báo thù vui sướng, tại sát thủ giết người một nháy mắt, đều là tỉnh. Tử vong vốn là đem người đưa vào tuyệt đối trong yên tĩnh. Gió đem vụ thổi đến mỏng manh thời điểm, lầu cao sát thủ vậy tiến vào loại này trong yên tĩnh đây là hắn những năm gần đây lần thứ nhất có cảm giác như vậy nhưng dù là một tiễn này đã là đỉnh phong trong lúc này cách xa nhau khoảng cách vẫn như cũ quá xa như trong ngõ nhỏ người phát giác ra vẫn như cũ có khả năng tránh đi vụ lần nữa thổi nồng sương mù dày đặc trở ngại sát thủ ánh mắt nhưng cũng mê hoặc ngõ hẻm trong thiếu niên mắt hắn không nhìn thấy ngõ nhỏ bên ngoài tình hình cho nên tiễn phá vụ mà khi đến lấy cảnh giới bây giờ của hắn là không thể nào kịp phản ứng. Nhưng cái này cơ hội ngàn năm một thuở bên trong, hắn một cờ lê lại chưa thể chụp xuống. Giữa hai người an tĩnh trận vực bị đánh phá, trong ngõ nhỏ người đến. Lâm công tử. Lâm thủ khê ngừng lại bước chân quay đầu nhìn lại. A thập đối diện hắn vẫy gọi, A thập đi theo phía sau mấy người, bọn hắn cùng nhau hướng phía lâm thủ khê chạy tới. Các ngươi làm sao tới rồi? lâm thủ khê hỏi đêm qua vu gia xảy ra đại sự chúng ta là nghĩ đến nói cho ngươi biết nhưng tôn phó viện không nhường chúng ta xuất viện tử a à thập nói không có việc gì sự tình ta biết đại khái lâm thủ khê cười cười cái này điều này cũng tại dự liệu của ngươi bên trong sao a à thập dọa cho phát sợ lâm thủ khê nhẹ nhàng lắc đầu đương thời chỉ là suy đoán ta cũng không biết có thể thành hay không thật Lâm công tử thật đúng là thần tiên A. A thập đã vui lòng phục tùng. Đệ tử khác vậy ào ào bày tỏ đối lâm thủ khê quan tâm, trong đó mấy người suýt nữa khóc lên. Lâm thủ khê giật mình trở lại còn tại ma môn thời gian, hắn nhìn xem đại gia, cũng có chút cảm động. Hắn muốn nói chút lời nói an ủi đại gia, miệng sơ trương, thân thể lại cứng lại rồi. Sát ý Một sợi sát ý từ vụ bên ngoài đâm tới, dù còn chưa phát cũng đã tới ở trên dây. Người bỗng nhiên nhiều hơn, sát thủ không phân rõ ai là ai, hắn nhất định phải kịp thời làm ra quyết đoán, bằng không đợi lâm thủ khê qua trước mặt chỗ rẻ, hết thảy đều sẽ mất đi ý nghĩa. Hắn hít sâu một hơi, căn cứ xương trắng lấp đầy trước sau cùng ấn tượng khóa lại một cái nào đó vị trí, kia là trực giác cung cấp vị trí. Nội tâm thiên nhân giao chiến hồi lâu, tiễn chân chính thoát nỏ mà ra lại cực nhanh. Sát ý ngưng ở đầu mũi tên, Tiễn phá không mà đi, lâm thủ khê phát giác nguy hiểm. Hắn không xác định nguy hiểm đến từ chỗ nào, nhưng hắn phát giác được có đồ vật khóa lại bản thân, đây là rất kém cõi cảm giác, kém hơn là, hắn cảm thấy mình tạm thời vô pháp từ nơi này phiến phạm vi bên trong thoát thân. Là ai muốn giết mình? Là vân chân nhân còn chưa từ bỏ ý định. Phái sát thủ. Vẫn là quá khứ sát yêu viện kết địch nhân, vẫn là suy nghĩ tại trong điện quan hỏa thạch chấp động hắn không có khả năng xông phá trong cơ thể phong ấn sở dĩ nhất định phải tại mau hơn thời gian bên trong làm ra lựa chọn cẩn thận lâm thủ khê quát to một tiếng hắn dựa vào lỗ tai phân biệt thanh âm nương tựa theo bản năng nhiên người né tránh sương mù đột nhiên phá mũi tên sắc thoáng qua mà tới đốc cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian tiễn từ eo của hắn bên cạnh thổi qua xé rách hắn áo đen mang theo một chùm máu vẫy ra ở trên vách tường một tiễn này uy lực to lớn nếu không phải lâm thủ khê thể phách cường hoành rất có thể nửa người đều sẽ bị ở giữa tích chứa chân khí đánh rách tả tơi hắn nhìn xuống đau nhức ý lập tức hạ thấp thân thể núp ở dưới vách tường hóp lưng lại như mèo phi tóc tiến lên lâm thủ khê mất đi ở sát thủ trong tầm mắt nhưng săn giết đã bắt đầu như thế nào lại dễ dàng như thế từ bỏ? Đốc! 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 Tên nỏ liên phát mà ra, xuyên thấu lâu năm vách tường phóng tới, quy lực mặc dù yếu bớt, nhưng như cũ đủ để khiến người mất mạng. Lâm thủ khê xoay người tránh thoát một tiễn, ngay cả đi ba bước nhảy lên một cái tránh thoát tiếp theo tiễn. Đón lấy, hắn chân trước mở ra, chạy băng băng thân ảnh đột nhiên ngừng, cuối cùng dự phán hắn tiến lên một tiễn vậy vô hụt tiễn đâm vào khác một bên trong vách tường, một mực đâm vào, cột trung động cái không thôi. Thiếu niên khác đều kinh sợ, bọn hắn dù cũng là vu gia bồi dưỡng sát thủ, nhưng giờ này khắc này nhìn thấy lâm thủ khê bình an vô sự, tinh thần đều buông lỏng đến điểm thấp nhất, ám sát đột nhiên xuất hiện, bọn hắn đều ở đây ngay lập tức bị chấn động rồi. Bọn hắn nhìn xem trên vách tường ghim tiễn, hồi thần lại, trận này ám sát là nhằm vào lâm thủ khê, bọn hắn tiến thối lưỡng nan không biết nên vội vàng rời khỏi hẻm nhỏ hay là đi bảo hộ lâm thủ khê. Sát thủ càng không ngừng bắn tên nỏ. Tốt nhất ám sát thời cơ bị đột nhiên chạy tới các thiếu niên đánh vỡ, tiếp xuống những này tiễn chỉ có chi thứ nhất đối lâm thủ khê tạo thành thương tích, còn dư lại lại đều sai lầm chút xíu, hiểm lại càng hiểm trà sát quá khứ. Sát thủ cảm thấy phẫn nộ. Lúc này lâm thủ khê cảnh giới tu vi đều bị phong ấn, nhiều nhất bất quá là cái vừa mới nhập môn tu sĩ, hắn tránh né mũi tên thủ đoạn, chỉ là bản năng của thân thể cùng sự cao siêu võ kỹ. Mà như vậy hai dạng đồ vật. Càng đem cái này toàn lực tên bắn ra đều tránh đi. Chỗ trẻ gần ngay trước mắt, sát thủ đã bỏ lỡ giết chết hắn cơ hội. Lâm thủ khê cũng biết bản thân an toàn. Sát thủ tâm tính giống vậy xảy ra vấn đề, cuối cùng một tiễn phóng tới thời điểm, sai lầm làm cho người khác giận sôi. Không. Mũi tên kia không có sai lầm cẩn thận lâm thủ khê lớn tiếng kêu gọi thì đã trễ thiếu niên kia cảm thấy nguy hiểm xoay người tiễn cũng đã đâm vào ngực ráng chắc lồng ngực tại mũi tên sắt trước mặt yếu ớt giống trang giấy quyết hoa trong ngõ hẻm nổ tung tên nỏ ông theo cự lực đem hắn đẩy lên trên vách tường một mực đinh trụ thiếu niên đồng quan nhanh chóng tan rã chết đi như thế a thập Lâm Thủ Khê nhìn xem thiếu niên kia thi thể, trái tim hơi dừng. Chỗ ngoặt ngay tại cách xa một bước, hắn nhưng không có bước vào cái kia tuyệt đối an toàn lĩnh vực. Hắn bước xa vọt tới A Thập trước người, máu không ngừng mà từ A Thập trong miệng tuôn ra, hắn ngẩng đầu, trong cuộc đời sau cùng lời nói là, trốn. Hình như có vết đau xoắn nhập trái tim, mới còn đối với mình hỏi hang ân cần thiếu niên đảo mắt đã thành một bộ thi thể lạnh lẽo. Tức giận vọt lên lòng ngực, đêm tối cùng sương mù bên trong hắn không có khả năng biết rõ ai là sát thủ nhưng hắn ở trong nội tâm phát thề nhất định phải đem đối phương chém thành muôn mảnh mũi tên sắt còn tại phóng tới nó chà phá không khí phát ra từng tiếng chói tai duệ khiếu lâm thủ khê kiếm bị vân chân nhân đoạt đi tay không tất sắt hắn thuận thế rút ra a thập bội kiếm trực tiếp đi đoạn kia trong sương mù phóng tới tiễn nhưng sát thủ tự hồ biết mình đã không có khả năng giết chết hắn, sợ dĩ bỏ qua, tiễn phong mang không còn nhắm ngay lâm thủ khê, mà là nhắm ngay những người khác. Cái này đã không phải đâm giết, mà là giết người trút giận. Đệ tử khác nhưng không có lâm thủ khê thân thủ như vậy, trong bọn họ mấy người thậm chí còn không có ngưng hoàng, cảnh giới so với bây giờ lâm thủ khê đều tốt không có bao nhiêu, đối mặt dạng này tiễn chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Trốn ở ta đằng sau. Lâm Thủ Khê bỗng nhiên hô to, đừng lãng phí thời gian, tránh ta đằng sau. Lời của hắn vô cùng chắc chắn, phản phất cảnh giới của hắn không có bị phong ấn, vẫn là nghiệt trì bên trong dọn sạch yêu vật không đến được cùng giả vân chân nhân đấu cho buôn đốc pháp được hôn thiên hắc địa thiếu niên. Thể mệnh lệnh lời nói nói năng có khí phách. Nhường cho người không sinh ra nửa điểm dị nghị, giống như không nghe hắn chính là tại thêm phiền. Các thiếu niên thiếu nữ cực nhanh tụ ở phía sau hắn ngõ nhỏ rất chen chút, bọn hắn cũng rất chen. Lâm thủ khê bảo hộ ở tất cả mọi người trước mặt, như gà mái mẹ vùng về mở ra hai cánh, lại là hai vai như sắt. Mũi tên sắt còn tại phóng tới. Lâm thủ khê lông tơ nổ lên, hết sức chăm chú, xương sống lưng thẳng tắp, hắn nắm chặt kiếm, thân thể khớp nối phát ra nổ đùng, tự như ngao ngư lật lưng. Hắn bằng đơn giản thẳng thắn nhất chém vào, đem gào thét mà đến mũi tên một chi tiếp lấy một chi đánh bay đen hoàng dù đang không ngừng nghịch chuyển lại không cách nào vượt qua quan khiếu phong ấn đem chân khí đưa ra. Hắn dựa vào thuần túy là tứ chi lực lượng. Không có chân khí rót vào kiếm tại cảng hai chi phi tiễn sau liền quán lưỡi, lâm thủ khê đem ném đi, trương tay, người phía sau hiểu ý, nhanh chóng rút kiếm đưa tới. Đằng sau lấy tay đẩy người phía trước phía sau lưng, phản phất một đoạn lò xo, đem mũi tên sắc lực xung kích cực lớn gỡ đến mỗi người trên thân. Lâm Thủ Khê thay đổi rất nhiều thanh kiếm, hắn hổ khẩu bị đánh trách tả tơi, cánh tay phải bị chấn động đến rung lên, đến tiếp sau nhanh như tên bắn đến, phản phất thiết trùy gõ vào xương tay bên trên, đau đến khoang tim. Hắn mới đầu còn tại sử dụng kiếm chiêu. Về sau thuần túy lấy kiếm vị côn, từng nhát quan nện, đem kia phi tiễn nện đi. Sau lưng các thiếu niên thiếu nữ chỉ cảm thấy phía trước nhất kia đạo nhìn như gầy gò thân ảnh như thế khoáng đạt, hắn đứng ở đó, tự như một tòa hùng vĩ núi, mưa gió dòng lũ gặp đều cần tránh đi. Rất nhanh, trên mặt đất công vẹo cắm lên mấy chục mũi tên, trên thân vậy thêm mấy đạo tổn thương. Trời dần dần sáng, mưa dần dần dừng lại. Ý thức đã mơ hồ. Trong sương trắng lại không có nhanh như tên bắn tới. Nhưng hắn không có rời đi. Các thiếu niên thiếu nữ đã tản ra, quay chung quanh ở hắn bên người. Nhưng sau lưng vẫn như cũ có một con tay nâng lấy hắn kia là một con mềm mại tay căng cứng thần kinh triệt để buông lỏng xuống hắn tựa vào trong ngực của nàng